Nữ tổng tài đi ngang qua gọi hai người lại. Người đẹp có tâm hồn to tròn đinh tố cáo, nói rằng chàng trai định hại cô ta. Nhưng tổng tài sắc bén lại quyết liệt mắng mỏ. Tuy nhiên, ngay khi tổng tài chuẩn bị rời đi, chàng trai lại nắm lấy cô ấy. Chàng trai hỏi cô có phải đi kiểm tra công trình không? Và trên đường sẽ đi qua hầm Hoa Giang. Nhưng cô chỉ cười khẩy một tiếng, kêu chàng trai hãy tập trung vào công việc, đừng suốt ngày nghĩ cách đi đường tắt. Nhưng những lời đó của chàng trai lại là cú sốc lớn với tổng tài. Lĩnh tổng, cô hiểu lầm rồi. Hầm Hoa Giang sẽ xảy ra tai nạn, cô cũng sẽ chết. Nếu không tin, khi đó hãy bảo tài xế dừng lại chờ vài phút, dù sao cũng không chậm trễ bao lâu. Tên khốn dám nguyền rủa lĩnh tổng của chúng tôi. Con người phải đi đường chính, con đường xấu xa mãi mãi không thể ngẩng mặt lên được. Một nhân viên nhỏ của tôi là con rể của nhà Lê, khá thú vị. Hầm Hoa Giang sắp có sự cố, cô cũng sẽ chết. Nếu không tin, lúc đó hãy bảo tài xế dừng lại chờ vài phút, dù sao cũng không chậm trễ bao lâu. Quay đầu, đi đường thành hoàng. Thần chiến và quốc chủ chiến đấu ở Bắc Hải 10 năm. Cuối cùng chiến thắng trở về, vua Bắc Hải ký kết hợp đồng thua trận. Sau trận chiến này, Bắc Hải trong 100 năm. Tin tức khẩn cấp sự cố nghiêm trọng xảy ra ở hầm Hoa Giang. Đã có hàng chục người chết. Nhân viên đang tiến hành cứu hộ, xin vui lòng đi đường vòng. Thật sự là nói trúng phóc. Quay lại công ty. Anh, đi theo tôi đến văn phòng. Được, lĩnh tổng. Có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy lĩnh tổng vội vàng như vậy. Người kia vừa rồi đã nguyền rủa lĩnh tổng chắc chắn sẽ bị dạy dỗ. À, chẳng lẽ tổng lĩnh vì tôi đi dạy dỗ anh ta? Anh biết từ đâu, lĩnh tổng, nếu tôi nói tôi có thể dự đoán tương lai, cô có tin không? Anh làm thế nào chứng minh, cô không phải sẽ đi kiểm tra công trường sao? Tôi sẽ đi cùng cô. Vậy lần này anh lại dự đoán được gì? Nhà thầu của cô Tiểu Lâm cắt giảm chất lượng, toàn bộ công trình đều tồi tệ. Không thể nào, Tiểu Lâm theo tôi nhiều năm không thể làm lại việc này. Lĩnh tổng, nhìn là biết ngay. Lĩnh tổng, chào mừng. Lĩnh tổng, tôi dành riêng cho cô bữa tiệc chào đón này, mời cô qua đây, vội vàng như vậy, chắc không phải sợ lĩnh tổng phát hiện có vấn đề với công trình nhỉ? Anh là ai mà dám vu khống tôi? Lĩnh tổng, tôi theo cô bao nhiêu năm rồi, cô biết rõ tính tôi. Tôi đối với cô luôn trung thành. Đủ rồi, Lý Dương, tôi cho anh 3 phút. Được thôi, lĩnh tổng. Dừng lại cho tôi. Anh làm gì thế? Người đâu? Hỗn xược. Tất cả cút ra. Tôi có thể làm gì, chỉ là giúp cô kiểm tra xem cái cột này có đạt không? Lĩnh tổng, đây chính là trụ cột phá hỏng rồi. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Lĩnh tổng, nếu tôi không phá hậu quả mới thực sự nghiêm trọng. Tiểu Lâm, giờ còn gì để nói nữa? Tiểu Lâm, anh gan thật, lĩnh tổng, chuyện này không liên quan gì đến tôi, lĩnh tổng. Chắc chắn là do công nhân, nhóm công nhân này đã cắt giảm chất lượng công trình. Lĩnh tổng, cô yên tâm, tôi sẽ về và điều tra nghiêm túc. Lĩnh tổng, lôi ra ngoài, lĩnh tổng, xin nghe tôi giải thích. Lĩnh tổng, tôi sai rồi, lĩnh tổng. Lý Dương, anh không chỉ cứu mạng tôi, mà còn giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn như vậy. Nói đi, anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào? Lĩnh tổng, đây là điều tôi nên làm. Nếu anh không muốn nói, thì để tôi nói nhé. Ngày mai tối, tôi đã tổ chức một bữa tiệc cảm ơn cho anh, thiệp mời sẽ được gửi đến nhà Lý ngay sau. Bữa tiệc cảm ơn. Rắc rối rồi, nhân vật như anh, lại sẵn lòng làm con rể nhà Lê, chắc chắn đã phải chịu nhiều uất ức. Hãy để tôi giúp anh một tay. Nhà Ý, thông tin tôi nhận được là, Thiên Tuyết để cảm ơn người đã cứu mạng mình, đã tổ chức bữa tiệc cảm ơn. Và nhé, con sẽ tặng dự án Tích Tinh Lâu cho người đó. Chỉ cần hai nhà chúng ta hợp tác, chắc chắn có thể giành được dự án Tích Tinh Lâu. Nhưng chúng ta không có tư cách tham gia bữa tiệc cảm ơn. Nếu có thể làm quen trước với ân nhân của Thiên Tuyết, có lẽ sẽ có cơ hội lớn hơn. Chỉ là một lá thiệp mời mà thôi. Cô yên tâm, cứ để tôi lo. Thật sao? Dĩ nhiên rồi. Nào, chúc mừng sự hợp tác thành công của chúng ta.
Một cô gái xinh đẹp dễ thương mà ai cũng có thể có. Còn muốn có thư mời nữa à? Mơ đi, chờ đến khi tôi ngủ với cô, sẽ đá cô ra khỏi cuộc chơi. Cô gái, tôi đã thích cô bấy lâu nay, mà cô không cho tôi chạm vào một cái, lại đi ngủ với một kẻ điên. Cô nói xem, cô đáng thương không? Cô không phải thích đàn ông sao? Bây giờ tôi sẽ làm cô hài lòng. Cô xinh đẹp thì vẫn là cô xinh đẹp, còn chưa bắt đầu đã rên rỉ dâm đãng thế này. Hôm nay tôi sẽ làm cô chết đi sống lại. Dừng lại. Chết tiệt. Nhà ý, là tên điên nào đây? Dám làm hỏng việc tốt của ta à? Anh là cái thá gì chứ dám động vào người phụ nữ của tôi? Anh muốn chết à? Ha ha, cực khổ cả buổi. Hóa ra là mày, kẻ vô dụng. Mày dám ngủ với phụ nữ của tao, Triệu Thiên Vũ. Còn dám xuất hiện trước mặt tao, mày tìm cái chết à? Nhưng mà, bây giờ tao có thể cho mày một cơ hội. Chỉ cần mày quỳ xuống tự phế hai tay, và gọi tao là ba vài tiếng, tao không chỉ bỏ qua cho mày, còn không tao sẽ cho mày được tận mắt chứng kiến, tao làm thế nào với cô gái này. Đi. Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tôi làm sao lại ở đây? Triệu Thiên Vũ đâu? Nhà ý, sao cô không nghe tôi? Nếu không phải tôi, cô đã sớm bị tên khốn kia hiếp dâm rồi. Cô biết không, im miệng, Triệu Thiên Vũ không phải người như vậy. Đừng có cố gắng gây chia rẽ nữa, làm như vậy chỉ khiến tôi càng ghét bỏ anh hơn. Hãy nghĩ kỹ lại cô bị ngất như thế nào. Đủ rồi, tôi chỉ là uống quá nhiều thôi. Alo bố, nhà ý, Lý Dương cái tên vô dụng kia, có phải đang ở bên cạnh con không? Đúng, con lập tức đưa hắn về. Xin lỗi Triệu Triệu, bố làm sao vậy? Tên vô dụng này, lại còn đánh Triệu Triệu. Ai cho hắn dũng khí vậy? Hắn muốn chết cũng đừng làm liên lụy gia đình Lê chúng ta. Con biết rồi bố. Anh đã đánh Triệu Thiên Vũ. Đúng, anh muốn chết à? Gia đình Triệu, có thể đắc tội được sao? Bây giờ cùng tôi về. Xin lỗi Triệu Thiên Vũ, tôi còn có thể cứu anh. Đi thôi. Dù người phụ nữ này bề ngoài rất lạnh lùng, bên trong thì khá tốt. Thiên Vũ, đừng tức giận nữa. Chờ tên vô dụng đó quay lại đây, tùy cậu xử lý, dám đánh tôi sẽ khiến hắn không thể sống nổi. Bố! Chỉ với cậu, cũng dám đánh Thiên Vũ, nhanh quỳ xuống xin lỗi Thiên Vũ, hắn không xứng, mày giỏi giả vờ nhỉ, mày có tin tao khiến mày không thể sống nổi không? Thiên Vũ, đừng tức giận, đây đều là hiểu lầm. Được, bây giờ hắn quỳ xuống xin tôi, rồi như một con chó bỏ ra khỏi đây, tôi sẽ tha cho hắn. Đừng mơ, nếu không phải cậu cho Nha Ý uống thuốc, còn muốn lợi dụng cô ấy, tôi sẽ đánh cậu sao? Đùa cợt, tôi và Nha Ý là bạn tốt nhiều năm, tôi sẽ làm như vậy với cô ấy sao? Lý Dương, cậu không chỉ đánh tôi, còn vu khống tôi, cậu thực sự nghĩ rằng tôi không dám làm gì cậu sao? Thiên Vũ, anh đừng tức giận, nể mặt tôi, hãy bỏ qua cho anh ta lần này. Nha Ý, cô đã nói vậy, vậy chúng ta cứ bỏ qua cho anh ta. Vũ, cảm ơn Thiên Vũ, không sao, Nha Ý, tôi đến đây không phải vì chuyện này. Tôi đến đây để tặng quà cho cô. Thiên Vũ thật tâm ý, không giống một số kẻ vô dụng, tay không mang theo gì. Thật trùng hợp, tôi cũng chuẩn bị quà, và là quà mà thật không mua được. Anh một tháng lương không đến 3.000 đồng bạc, anh có quà gì vậy? Chẳng lẽ là nhặt từ đống rác phải không? Kẻ nghèo khổ, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào là thực sự của gia đình giàu có. Thiên Vũ, người ta mang quà đến. Bình tứ phương lò như dao, trị giá 8 triệu, cái này, mật hoa ngự hiện giá trị 5 triệu, cùng với huyết ngọc cốt sâm 500 năm tuổi, trị giá 17 triệu. Ba thứ này, tổng giá trị là 30 triệu, làm sính lễ tôi dành cho gia đình Lê. Tôi, Triệu Thiên Vũ, muốn cưới Lê nhà ý làm vợ, 30 triệu sính lễ. Triệu Thiếu, đây là bảo bối của cửa hàng chúng tôi, đảm bảo làm giả đến mức không thể phân biệt. Bao nhiêu tiền? Không nhiều, 30.000. 30.000 đồ giả nói thành 30 triệu, hóa ra đây là cách của giới thượng lưu. Anh dám nói đây là đồ giả, Lý Dương, đừng nói bừa, nếu anh tiếp tục làm Triệu Thiếu tức giận, tôi không thể bảo vệ anh được, đây chính là đồ giả. Nghe nói người thợ làm giả tài ba chương thánh thủ, mỗi khi hoàn thành một tác phẩm, luôn để lại dấu ấn ở nơi kín đáo Triệu Thiếu. Cái bình 8 triệu của anh, làm sao lại có điều này được, tại sao?
Cái bút nghiên song họa này khi gặp nước sẽ hiện ra một cây thông. Thiên Vũ, sao của anh không có nhỉ? Xương cốt ngọc hồng bảo vệ không sợ hỏa hoạn, mang theo bên mình mới có thể kéo dài tuổi thọ. Ôi Triệu Thiếu! Của anh làm sao thế này? Lý Dương, anh! Lý Dương, nhiều bậc thầy cũng bị lừa. Triệu Thiếu bị lừa không phải chuyện bình thường sao? Không ngờ, tôi cũng có lúc bị lừa. Nhưng với tư cách là Triệu Thiếu Vũ tôi mua hàng giả sao? Đúng vậy, tập đoàn Triệu trị giá hàng tỷ. Triệu Thiếu lại là người thừa kế duy nhất. Sao cậu ấy làm chuyện như vậy? Cậu không phải mang quà đến sao? Quà vào cậu đâu? Quà vào tôi, sẽ sớm tới. Đã đến mức này rồi, vẫn còn giả vờ à? Một kẻ lương không đến 3.000 một tháng, cậu chắc chẳng mua nổi hàng giả. Thư ký Thiên Tuyết đến. Lính Thiên Tuyết sẽ tổ chức tiệc cảm ơn vào đêm mai. Đặc biệt phái tôi đến gửi 3 lời mời. Cảm ơn lính tổng. Trời ơi, đây là tiệc cảm ơn do lính Thiên Tuyết tổ chức. Tiệc cảm ơn, những người có thể tham dự đều là những phú hào hàng đầu của Mộc Đô. Với lời mời này gia đình Lê, chắc chắn sẽ lên một tầng mới. Cha, lính Thiên Tuyết này, làm sao lại gửi lời mời cho chúng ta? Thiên Vũ, chắc chắn là do cậu sắp xếp. Lạ thật gia đình Triệu của tôi cũng không đủ tư cách. Nhận được lời mời của lính Thiên Tuyết. Gia đình Lê làm sao có thể nhận được? À, là bố tôi sắp xếp tôi không giống một số kẻ vô dụng. Chỉ biết giả vờ, Triệu Thiên Vũ, anh không biết xấu hổ à? Lời mời rõ ràng là do tôi gửi, im đi. Chỉ với tên vô dụng như cậu, cũng xứng đáng được nhận thiệp mời của lính Thiên Tuyết. Người trẻ này, muốn nổi bật là chuyện bình thường. Anh bảo đây là anh đưa, được thôi, vậy anh hãy gọi điện cho lính Thiên Tuyết, xác nhận trước mặt chúng tôi. Đúng vậy, được, gọi thì gọi. Rắc rối rồi, chưa có số điện thoại của lính tổng. Cậu còn đứng đấy làm gì? Nhanh lên mà gọi đi. Anh thật là vô dụng, vừa nãy không phải nói giỏi lắm sao? Sao rồi, giờ không giả vờ nổi nữa à? Trước mặt tôi mà giả vờ anh còn chưa đủ tư cách. Ếch ngồi đáy giếng. Cái quái gì vậy, anh còn đọc thơ cho tôi nghe nữa à? Người đâu? Làm gãy chân thằng này rồi ném ra ngoài. Đủ rồi, Lý Dương, bây giờ anh cút đi cho tôi. Được, tôi đi đây. Lính tổng, hôm nay anh định đi cái xe cũ nát này tham dự bữa tiệc sao? Cầm lấy mua một chiếc xe đàng hoàng, để người ta nhìn thấy, còn tưởng tôi, lính Thiên Tuyết không biết quý trọng ân nhân. Tối nay, có lẽ tôi không thể tham gia. Sao thế, người nhà Lê không cho anh đi à? Không sao, tối nay anh cứ đến, những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp. Được, cảm ơn lính tổng. Trương Thiệu, tối qua người ta đã chăm sóc anh thật thoải mái. Tối nay, bữa tiệc cảm ơn của Thiên Tuyết, anh có thể dẫn người ta đi không? Em yêu, dẫn em đi không có vấn đề gì. Chỉ là em định báo đáp anh thế nào đây? Tư thế mà anh luôn thích, em có thể. Lý Dương. Anh, đồ vô dụng, dám theo dõi tôi. Thật ghê tởm cũng dám để ý phụ nữ của tôi. Muốn tìm cái chết à? Cửa hàng ô tô hàng đầu ở Thượng Hải, bất kỳ một chiếc xe nào cũng vài chục triệu, nếu chảy sức anh không đủ tiền bồi thường đâu. Quản lý nhanh chóng đuổi kẻ vô dụng này ra ngoài. Xin lỗi nếu không vi phạm bất kỳ quy định nào, không có quyền đuổi khách hàng. Xin chào, chiếc xe này giá bao nhiêu? Quý khách thật có con mắt tinh tế. Đây là chiếc xe bán chạy nhất trong cửa hàng chúng tôi, giá trị 1.300.000.000. Nghe thấy không, 1.300.000.000, cậu có mua nổi không? Chỉ có chúng tôi Trương Thiệu mới xứng đáng với chiếc xe như vậy. Làm sao cô biết tôi không mua nổi, thật buồn cười. Vậy anh mua đi, thanh toán bằng thẻ. Còn không có số tài khoản, chẳng lẽ đây là thẻ game à? Anh biết đây là nơi nào không? Đây chính là cửa hàng ô tô lớn nhất ở thành phố Mộc Đô. Làm loạn và lừa đảo ở đây anh có chịu nổi hậu quả không? Quản lý anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo, hãy bắt anh ta lại. Bái kiến Hắc Long Chí Tôn. Cái gì? Thẻ Hắc Long Chí Tôn? Toàn bộ Mộc Đô chỉ có 3 cái. Biểu tượng của địa vị và tư cách. Không thể nào, anh ta chỉ là một thứ vô dụng. Làm sao anh ta có thể có thẻ Hắc Long Chí Tôn? Chúng tôi chỉ nhận thẻ không nhận người. Thưa ngài, ngài có thể trực tiếp lấy xe đi. Tôi biết rồi, anh ta đã đến văn phòng của Thiên Tuyết. Chắc chắn là anh ta đã ăn cắp thẻ này. Cô chắc chứ? Chắc chắn. Không thì vô dụng như anh ta, làm sao có thể có thẻ Hắc Long Chí Tôn? Tốt quá,
tối nay, bữa tiệc cảm ơn của Thiên Tuyết, sẽ vạch trần anh ta. Anh đã làm một việc lớn đấy, Trương Thiệu, thành tựu này anh không thể giữ riêng được đâu. Đừng lo, em yêu, chỉ cần em phục vụ tôi tốt tối nay, tôi sẽ không để em thiệt. Thiên Vũ, thật sự nhờ cậu chúng ta mới có cơ hội tham dự bữa tiệc cảm ơn của Thiên Tuyết. Chúng ta đều là người một nhà, nói những lời này có vẻ xa lạ. Tôi nói cho các người biết này, hôm nay có thể đến đây đều là những người quan trọng. Nhất định không được phạm lỗi, nếu phạm lỗi, tôi không thể bảo vệ các người. Được, cũng không biết là vị đại nhân nào khiến Thiên Tuyết chú trọng như vậy, người đó sẽ xuất hiện một lúc nữa. Vì vậy, nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Con gái, nhất định phải nắm bắt cơ hội này nhé. Cha, con biết rồi. Lý Dương, sao anh lại ở đây? Linh Tổng gọi tôi đến. Im lặng đi, cậu dám gọi trực tiếp tên của Thiên Tuyết. Cậu muốn chết à? Đừng liên lụy nhà Lê chúng tôi. Tôi thấy chính anh, kẻ vô dụng này, lẻn vào đây một cách lén lút. Lý Dương, anh điên rồi à? Đây là bữa tiệc cảm ơn của Thiên Tuyết. Bị phát hiện anh sẽ chết chắc. Tôi thực sự được mời. Kẻ vô dụng còn giả vờ à? Thư mời của anh đâu? Đưa đây, không cho anh xem đấy. Anh, kẻ vô dụng, anh sẽ chết chắc. Người đâu có người lẻn vào đây? Ai dám to gan như vậy? Dám gây chuyện tại bữa tiệc cảm ơn của Thiên Tuyết. Cô đến đúng lúc, chính là kẻ vô dụng này. Anh ta lén lút chạy vào bữa tiệc cảm ơn của Thiên Tuyết. Nhanh chóng bắt lấy anh ta. Anh đang dạy tôi làm việc à? Tôi không dám, nhưng tên này thực sự là một kẻ vô dụng. Anh ta lẻn vào tôi chỉ sợ anh ta xúc phạm Thiên Tuyết. To gan, anh Lý là khách quý. Vị khách quý, mời anh Lý ngồi, được. Trời ạ, không lẽ tên vô dụng này thực sự quen biết Thiên Tuyết? Không thể nào, chắc chắn là tên vô dụng này dùng một số thủ đoạn nào đó lừa dối Thiên Tuyết. Lý Dương, anh thật to gan, đã trộm thẻ Hắc Long Chí Tôn của Thiên Tuyết, còn dám đến bữa tiệc cảm ơn. Anh chết chắc. Sao mấy người cứ xuất hiện mọi nơi thế? Lý Dương, lát nữa tôi sẽ vạch trần NMH trước mọi người. Chờ chết đi, Thiên Tuyết đến rồi. Chào mừng mọi người đến tham dự bữa tiệc cảm ơn của tôi. Người ân nhân của tôi không những đã cứu mạng tôi, mà còn giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn. Đó chính là... Lý Dương, anh làm gì thế? Linh Tổng gọi tôi lên. Anh điên rồi à? Cô ấy mời người ân nhân của mình lên. Anh đang làm loạn cái gì vậy? Tôi cảm thấy buồn cười về sự ngu ngốc của anh. Dám gây rối trong bữa tiệc cảm ơn của Thiên Tuyết. Mạng của cậu có đủ lớn không? Ngốc, ai ngu ngốc còn chưa chắc. Anh, kẻ nghèo khổ còn không xứng đánh giày cho gia đình tôi. Còn dám giả mạo là ân nhân của Thiên Tuyết. Cậu, kẻ vô dụng, cậu đang tìm cái chết à? Nhanh chóng biến đi. Kẻ ti tiện cũng dám giả mạo. Vị đại nhân kia, quả thực không biết sống chết. Cậu chết chắc rồi, hãy giữ miệng mình sạch sẽ. Cô chắc chắn tôi không phải sao? Anh nghĩ anh là ai? Anh chỉ là một kẻ vô dụng lương tháng 3.000. Nếu anh đúng thì tôi chính là tỷ phú số 1. Giờ anh biết chưa? Anh chỉ như một kẻ hề. Liều mạng diễn kịch, trong mắt người khác anh chỉ là trò cười, thực sự là bùn nhão không thể nâng lên. Sau này, tránh xa con gái tôi ra. Lý Dương, tôi không ngờ anh lại như thế. Nhà ý tôi thực sự là, sao cô không tin? Lý Dương, anh đủ rồi. Giả mạo ân nhân của Thiên Tuyết, đây là tội chết, những người này chắc chắn xong đời. Cậu cái tên vô dụng này, đều là việc tốt cậu làm đấy. Tôi tuyên bố từ hôm nay, tên vô dụng này không còn liên quan gì đến gia đình Lê chúng tôi. Được, đừng hối hận, chết đến nơi rồi, anh còn giả bộ. Thiên Tuyết, cái tên vô dụng này không chỉ lẻn vào giả mạo ân nhân của cô, vừa rồi còn lớn tiếng sỉ nhục cô, thực sự đáng chết. Lính Tổng, tất cả tại tên vô dụng này không liên quan gì đến tôi cả. Đúng vậy, Lính Tổng, chúng tôi không quen biết hắn, xin cô hãy tha cho chúng tôi. Lính Tổng, hắn thực sự đã xúc phạm, mong cô tha thứ cho anh ta. Điên rồi à? Con muốn gia đình Lê chết cùng hắn sao? Đồ bất hiếu này, ông dám. Lý Dương, anh điên rồi, mọi chuyện đều do anh mà ra. Anh không mau quỳ xuống xin lỗi Lính Tổng. Lính Tổng, không cố ý xúc phạm, mong cô bỏ qua. Ai cho các người gan dạ, dám gây rối ở đây? Lính Tổng, anh ta không biết suy nghĩ, kính xin cô hãy tha cho anh ta. Xong rồi. Từ hôm nay, không còn nhà Lê ở Mộc Đô nữa. Đủ rồi, hôm nay tôi không muốn thấy máu,
Nếu có lần sau, giết không tha. Thiên Tuyết, xin chờ một chút, tên vô dụng này đã trộm thẻ Hắc Long Chí Tôn của cô. Cái gì, cậu còn trộm nữa à, thẻ Hắc Long Chí Tôn của Thiên Tuyết. Lý Dương, anh thật sự là đang tự tìm đường chết, anh đang tìm cái chết. Lý Dương, anh thực sự làm tôi thất vọng quá, lúc đó nếu anh nghe lời tự nguyện xin lỗi Thiên Tuyết. Có thể Thiên Tuyết còn có thể tha mạng cho anh, thật tiếc anh không nghe lời cũng thôi, lại còn dám mạo danh là ân nhân của Thiên Tuyết, tôi cũng không giúp được anh. Không chỉ thế, tên vô dụng này còn xúc phạm Thiên Tuyết. Kẻ vô dụng, sao không quỳ xuống, xin lỗi Thiên Tuyết đi. Được, quả nhiên là tôi có, nhưng mà... Thiên Tuyết, cô xem, bằng chứng rõ ràng. Quỳ xuống, tát vào mặt. Thiên Tuyết, cô có hiểu lầm gì không? Chúng tôi không liên quan gì đến kẻ vô dụng này. Đúng vậy, Thiên Tuyết, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô. Sợ rằng cô bị lừa bởi kẻ vô dụng này, cô có nhầm người không? Cần tôi nói lại lần nữa không? Xin lỗi, Thiên Tuyết, chúng tôi đã xúc phạm cô. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Đúng, xin hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi đáng chết, đáng chết, Lĩnh Tổng. Chiếc xe cô bảo tôi đã mua xong. Bây giờ coi như trả lại cho chủ. Anh Lý, anh nói xem tôi nên xử lý thế nào. Lý Dương, xin lỗi, anh không phải thích tôi sao, dù anh bảo tôi làm gì, tôi cũng sẽ đồng ý. Thật là ghê tởm. Đúng vậy, chúng tôi đã sai lầm. Xin anh tha thứ cho chúng tôi. Xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Xem như chúng tôi chưa từng tồn tại. Đưa tôi một lý do. Anh không phải thích cô ấy sao, nếu anh tha cho chúng tôi, tôi sẽ để cô ấy phục vụ anh. Đúng, Lý Dương, chỉ cần anh tha thứ cho chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Biến khỏi đây, biến đi, chúng ta đi thôi, đi thôi. Các bạn, tôi vừa nhận được tin, người ân nhân của tôi có việc không thể đến được. Tuy nhiên, tôi sẽ đầu tư 10 tỷ xây dựng lầu 5 sao tặng anh ấy. Và ngay lập tức bắt đầu đấu thầu công khai. Đúng là Thiên Tuyết, 10 tỷ đấy thật là một động thái lớn. Ai nếu có thể nhận được dự án này ngay lập tức có thể gia nhập tầng lớp thượng lưu ở Mộc Đô. Đây là cơ hội để gia nhập tầng lớp thượng lưu. Chúng ta nhất định phải nắm bắt. Được, con sẽ cố gắng hết sức. Vừa rồi tại sao không cho tôi công bố danh tính của anh? Những người này thật quá đáng. Nếu không vì mặt anh, tôi đã giết họ từ lâu. Không sao, tôi đã quen. Hơn nữa, tôi chỉ là một người tầm thường. Nếu người khác biết tôi là ân nhân của cô, chẳng biết bao nhiêu người sẽ nhờ vả tôi. Tôi không chịu nổi được. Đây, đây là thẻ của anh. Nếu tôi thực sự muốn tiền, tôi sẽ tự kiếm. Tôi bỗng nghĩ đến một câu nói rất phù hợp với anh. Câu gì vậy? Cá lấp lánh không phải cá trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng. Lĩnh Tổng, tôi đâu có phải rồng. Tôi chỉ là một nhân viên dưới quyền cô. Anh là người đặc biệt nhất mà tôi đã gặp. Làm sao vậy? Người khác gặp tôi, hoặc là sợ hãi không nói nên lời, hoặc là có dụng ý với tôi. Không giống anh, không có mong cầu. Thực ra tôi cũng không phải không có mong cầu, nhưng tôi chỉ muốn tự lực cánh sinh. Ngày mai tại khách sạn lớn ở Mộc Đô, tôi tổ chức tiệc chào mừng thần chiến, anh cũng đến tham dự. Tôi sẽ giới thiệu anh với ông ấy. Anh nhớ nắm bắt cơ hội đấy. Biết đâu, sau này tôi lại dựa vào anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ha ha, đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta trúng thầu lầu 5 sao, dự án này, gia đình chúng ta, nhà Lê, chắc chắn sẽ tiến tới vinh quang. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ vị quan trọng kia. Thiên Vũ, cậu có kế hoạch gì không? À, tôi quen biết một người quan trọng trong nhà Thiên ở Bắc Kinh. Chỉ cần người này ra mặt, chuyện này chắc chắn sẽ thành. Hơn nữa, người này đã đồng ý, ngày mai sẽ gặp chúng ta. Thiên Vũ à, cậu thật là tuyệt vời. Không giống như Lý Dương kẻ vô dụng đó. Cha, làm sao con vẫn bênh vực cậu ta? Nếu như cậu ta được một nửa của Thiên Vũ, ta làm sao lại khinh thường chứ? Đừng nói về kẻ vô dụng đó nữa. Chúng ta chỉ cần dự án này thành công, giá trị của nhà Lê ít nhất phải tăng gấp hàng chục lần. Điều quan trọng nhất là còn được vị đại nhân kia ngưỡng mộ. Sau này, gia tộc Thần ở Kinh Thành sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia tộc Lê. Biết bao người muốn nịnh bợ đều không có cơ hội này. Nếu thực sự như vậy, gia tộc Lê của tôi sẽ gia nhập hàng ngũ của các gia tộc hàng đầu ở thành phố Mộc Đô. Ha ha, thế nào, ông Lê, ngày mai, đi với ông nhé. Được, con gái ngốc, cảm ơn Thiên Vũ, nhà Ý, cô yên tâm, miễn là có tôi, Thiên Vũ, gia tộc Lê, chắc chắn sẽ trở thành gia tộc hàng đầu. Thần Chiến, không biết ngài đến thành phố Mộc Đô, vì việc gì, Kinh Thành sẽ cử một đoàn thanh tra xuống, lầu 5 sao là dự án quan trọng cần được thanh tra. Tôi cần sự hỗ trợ của cô, chịu trách nhiệm công tác an ninh,
Được chiến thần. Chiến thần đại nhân, đây là anh Lý, anh ấy có khả năng tiên tri tương lai, nên sẽ hữu ích cho ngài. Ồ, tiên tri tương lai, cậu Lý, cậu có thể xem giúp tôi, sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Được. Thưa chiến thần, khi ngài kiểm tra công trường thải tinh lâu, ngài sẽ bị ám sát bằng độc dược. To gan, dám nguyền rủa chiến thần, người đâu bắt lấy. Cậu biết tôi là ai không? Ông là thần chiến, người mạnh nhất Đại Trung Quốc. Biết vậy mà còn dám nói, bởi vì, sự thực là như vậy. Người đâu, sắp xếp thần long vệ đến phục kích. Vâng. Thần long vệ, đây là chiến thần đại nhân cá nhân chọn lựa và tổ chức. Mọi người, đều có khả năng một chọi 100, chuyên trách thực hiện, nhiệm vụ cấp cao hàng đầu, cho đến nay vẫn giữ vững kỷ lục toàn thắng. Đều là tin đồn, không cần phải tin. Người phụ nữ này thật ngốc, bảo uống thì uống, thật là dễ dãi. Thiên thiếu. Cô ấy là bạn gái của tôi, mong anh đừng làm khó dễ cô ấy. Cút đi, anh là cái thá gì mà cũng xứng đáng nói tôi. Bạn gái anh thì sao, ta chính là muốn chơi với cô ta đó. Khốn khiếp. Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Mong thần chiến thông cảm. Không sao. Chúng ta cũng nên đến công trường, nhân tiện xem xét dự đoán của cậu Lý có chính xác không? Được. Thần chiến, hôm nay chính là ngày tử của ông. To gan, thần chiến ở đây, ai còn dám làm loạn như vậy? Người khác sợ hắn, chúng tôi bảy quỷ sát không sợ. Nói lại, cô trông rất xinh đẹp, chơi cùng chắc chắn rất vui. Chờ chúng tôi xử lý xong thần chiến rồi sẽ đến lượt cô. Nói đi, chủ nhân của các ngươi là ai? Tôi có thể để cậu chết nguyên vẹn. Người sắp chết thì không cần thiết, biết nhiều, như vậy là đủ. Người đâu? Đại ca, chúng ta bị phục kích rồi, hốt hoảng cái gì? Chúng ta có bão lê hoa kim chủ nhân cho, trên nó phủ đầy độc dược, dù là thần chiến, cũng phải chết, các người dám, chết đến nơi rồi, vẫn còn mồm cứng cái gì mà thần chiến chó đẻ, ta thấy chỉ thế thôi, tại sao lại như vậy? Không thể hiểu nổi sao, nếu không thì xuống dưới mà suy nghĩ, sau đó đi xuống và suy nghĩ về nó từ từ. Nói, ai phái ngươi đến đây, lần này coi như ông thắng. Chủ nhân sẽ báo thù cho chúng ta sẽ chờ ông ở dưới. Anh ta đã tự tử bằng cách uống thuốc độc. Cậu Lý ở đâu, nhanh, đưa tôi gặp cậu ấy. Được. Thiên Vũ, nhà Thiên thực sự sẽ giúp chúng ta chứ? Cứ yên tâm, cha tôi và nhà Thiên ở Bắc Kinh có quan hệ. Họ chắc chắn sẽ nể mặt mũi. Thiên thiếu, xin mời ngồi. Đúng là mỹ nhân số 1 của Mộc Đô thật, nhìn mà tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Thiên thiếu, đây là một chút quà gặp mặt, 3 tỷ. Nếu thiên thiếu không hài lòng, có thể đưa ra điều kiện khác, được, dễ thôi. Uống xong, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Thiên thiếu, nếu anh muốn uống rượu, tôi sẽ gọi vài cô gái đến. Biến đi, tôi có nói chuyện với anh đâu. Nếu tôi uống nó, thật sự sẽ giao dự án cho tôi sao? Đúng vậy. Uống đi, tòa nhà 5 sao sẽ là của cô. Được, tôi hy vọng anh không lừa dối tôi. Cô gái này thật ngốc, bảo uống thì cứ uống, thật là dễ dãi. Thiên thiếu. Cô ấy là bạn gái của tôi hy vọng anh đừng làm gì cô ấy. Biến đi, anh là cái thá gì, mà dám lên tiếng, bạn gái anh thế nào tôi chính là muốn chơi với cô ta đó. Đồ khốn. Đừng tưởng tôi không biết, cô bên ngoài đã ngủ với người khác, còn dám cắn tôi bây giờ tôi sẽ, cho cô một trận, đồ khốn, dừng tay. Buông cô ấy ra, muốn chết à? Nhà ý, cô không sao chứ, nhà ý, thiên thiếu cậu không sao chứ? Cút ngay cho tôi, cậu dám đánh tôi à? Tôi là người kinh thành, của nhà họ Thiên, chú tôi là Thiên Thanh Sơn. Vừa rồi dùng tay nào để đánh nhà ý? Kẻ vô dụng, tôi đứng đây này, cậu dám động vào tôi không? Sao, không dám à? Thế thì đừng trách tôi ngay trước mặt cậu,
chơi với cô gái của cậu còn không biến đi, đáng chết. A. À. Kẻ khốn nạn, tôi nhất định phải giết cậu, cậu chờ đấy. Nếu cậu dám chạy, tôi sẽ khiến cho nhà Lê và nhà Triệu chôn cùng cậu. Người đâu, Thiên Thiếu, xin anh tha cho tôi thực sự không quen biết anh ta. Lý Dương, cậu chỉ toàn là rắc rối, cô ta có thể được Thiên Thiếu chú ý, đó là phước lành của cô ta. Nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, anh còn là đàn ông không? Thằng nhóc vừa rồi cậu không phải rất ngang ngược sao? Tiếp tục đi, tao nói cho mày biết, tao không chỉ làm cho mày bị tàn phế, mà còn trước mặt mày, ngủ với cô ta, sau khi xong việc còn để cho đám tay chân của tao cũng thử một lần. Còn mày, chỉ như một con chó chết đứng nhìn bên cạnh, đây là kết cục khi mày dám đắc tội với tao. Người đâu, làm cho hắn tàn phế, nếu không giết được hắn, các ngươi đều phải chết, tôi xem ai dám. Hôm nay tôi muốn xem, ai dám động vào cậu Lê. Ông là ai vậy, dám xen vào chuyện của ta, chán sống lắm à, còn đứng đó làm gì, hành động đi. Mày đi lên. Cô biết tôi là ai không? Người nhà Thiên ở Bắc Kinh đấy, chú của tôi là Thiên Thanh Sơn đấy. Trước mặt thần chiến tranh mà còn dám kiêu ngạo, tìm đường chết, thần chiến tranh, không, các người chắc chắn là giả, chắc chắn là thằng khốn kia thuê người, muốn lừa tôi, câm miệng. Người đâu, bắt nó lại. Lệnh thần chiến tranh, ông thực sự là thần chiến tranh. Đây là lệnh thần chiến tranh, sao thằng ngu này biết, thần chiến tranh đại nhân, tôi mắt mù đã xúc phạm ngài, xin hãy tha cho tôi, chú tôi là Thiên Thanh Sơn, xin hãy nể mặt ông ấy. Tôi sống như một con chó cũng được, cậu Lý, cậu nghĩ chúng tôi nên xử lý thế nào, Lý Dương xin cậu tha mạng cho tôi hứa sau này sẽ không làm phiền nữa, nếu không tôi chết gia đình Thiên sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Tôi có thể tha mạng cho cậu, cảm ơn tôi hứa. Tôi sẽ giữ lời, nhưng mà, nếu không phải vì thần chiến ở đây, hôm nay người quỳ xuống đất, có lẽ là tôi, cậu muốn làm gì, người đâu, làm bại tay kia của hắn, nữa cho tôi, không, Lý Dương, bỏ ra. Cậu điên rồi à, Kim Lan. Cậu Lý có thể nói riêng một lúc không? Xin lỗi, tôi đã bỏ sót. Kim Lan, Kim Lan, nhanh chóng đưa cô Lê về, vâng. Anh Lý. Làm sao cậu biết, rình mò tung tích quốc chủ là tội chết, thần chiến đã quên, tôi có thể dự đoán tương lai mà. Cậu Lý thực sự là nhân tài, quốc chủ sẽ không lâu nữa sẽ đến Mộc Đô kiểm tra. Nhưng, ông lo lắng cho những sát thủ đó à? Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cứ yên tâm, mọi thứ có tôi. Có cậu Lý như vậy, thực sự là may mắn của Đại Trung chúng ta. Thần chiến nói quá rồi, đây vốn là trách nhiệm của mỗi công dân Đại Trung. Đúng rồi, có một người bạn cũ ngày mai mời tôi ăn cơm, cậu Lý cũng đến cùng nhé. Được. Cha, hôm nay là Lý Dương đã cứu con ư? Làm sao có thể, kẻ vô dụng đó, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, là thần chiến đã cứu con đặc biệt cử người đưa con trở về, nhưng con cuối cùng rõ ràng thấy anh ấy mà, nhà ý à, quả hoặc là thần chiến đã cứu cô, sao thần chiến lại cứu tôi? Sao tôi biết, đừng nói là nhà Triệu của tôi, cho dù là nhà Thiên ở Bắc Kinh, cũng không có tư cách mời thần chiến. Trời ơi, liệu có phải Lý Dương đã sai thần chiến đến cứu con? Ông nghĩ có thể không, thần chiến của Đại Trung là người mạnh nhất dưới một người. Trên vạn người, chúng ta muốn tiếp cận thần chiến, cũng không có tư cách, ông còn nhắc đến kẻ vô dụng đó. Chắc chắn là tình cờ đi ngang qua, gặp Thiên Thiếu bắt nạt nhà ý, nên mới ra tay giúp đỡ. Chỉ là Thiên Thiếu bị đánh đó là lý do tại sao tôi đến giúp đỡ. Chỉ là Thiên Thiếu bị đánh hai lần thôi, không ai dám trả thù thần chiến tranh, anh ta chỉ có thể trả thù Lý Dương, dù sao trong mắt anh ta. Lý Dương là người của chúng ta. Tên Lý Dương này, muốn khiến gia đình Lê của chúng ta gặp họa. Cha, anh ấy cũng vì con mà. Im đi. Còn dám nói giúp cậu ta, Thiên Vũ chỉ cần cậu giúp gia đình Lê chúng tôi vượt qua khó khăn này, tôi sẽ gả nha ý cho cậu, cha. Không cần nói thêm, quyết định của ta đã rõ. Được, dù tôi, Triệu Thiên Vũ, phải tiêu tán bại sản, tôi cũng không để nha ý phải chịu chút ấm ức nào. Tốt, đây mới là dáng vẻ con rể nhà họ Lê nên có.
bây giờ thì chúng ta chỉ cần lấy được dự án lầu 5 sao, nhờ vị đại nhân kia ra mặt như vậy, nhà Lê mới có cơ hội sống sót, nhưng chúng tôi cũng không biết vị đại nhân đó là ai. Tôi đây lại quen biết với người làm việc của công ty Thiên Tuyết. Có lẽ, cô ấy sẽ biết, tốt quá. Vậy xin nhờ Thiên Vũ. Trương Thiệu, anh đang làm gì thế? Alo, quản lý Giao, tôi là Triệu Thiên Vũ đây. Cô có biết người ân nhân của Thiên Tuyết là ai không? Tôi không. Cô hỏi có phải muốn tôi làm cầu nối không? Đúng, tôi biết, sao thế, Triệu Thiếu muốn tôi làm cầu nối. Quản lý Giao thật là thông minh, cô yên tâm, cứ ra điều kiện. Triệu Thiếu, tôi tính 2 tỷ, nhưng số tiền này, phải gặp mặt mới có thể đưa cho cô. Được, vậy Triệu Thiếu chúng ta gặp nhau ngày mai. Thiên Thiếu, chúng ta thực sự không quen biết, vị đại nhân vật đó, họ càng không biết, lúc đó tùy tiện tìm người thay thế, không phải sẽ tốt sao, tiền một khi đã lấy được. Xong việc, Thiên Thiếu anh thật là xấu xa, tôi xấu, tôi còn có chuyện xấu hơn nữa đây, để tôi thử xem. Thần chiến tranh lần trước ông bị ám sát, có biết là ai không, họ tự xưng là bảy quỷ sát. Có lẽ là người của hắc ma sát nhỏ bé, dám làm loạn như vậy, ta sẽ diệt họ. Tôi tự có cách giải quyết họ, nhưng lần này, nhờ có cậu Lý. Nếu không vì sự cảnh báo trước của cậu ấy, có lẽ tôi thực sự gặp nạn rồi. Ôi, cậu Lý tuổi còn trẻ, làm được như vậy, thực sự rất giỏi. Ông quá khen rồi, tôi và thần chiến là bạn bè nhiều năm, nếu sau này cần gì, cứ nói với tôi. Được, cảm ơn ông nhiều. Vậy các ông cứ nói chuyện, tôi đi vệ sinh một chút. Thằng nhóc, dám phá hỏng chuyện tốt của tao, tự tìm đường chết. Lý Dương, sao anh ở đây? Anh đến đây xin làm vệ sinh à? Mù mắt hả? Tôi đến đây ăn cơm không được à? Ăn cơm, trên người anh chẳng có 200 đồng, thậm chí không rút ra được. Anh lấy gì mà ăn? Chẳng lẽ anh đến đây, lục thùng rác người ta ăn đồ thừa à? Thật là, coi thường người khác. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay đến đây có việc quan trọng. Cái gì quan trọng, còn dám hỏi, nếu không phải vì anh đã khiến thần thiếu tức giận, tôi phải chạy đến đây xin người ta à? May mà tôi, Triệu Thiên Vũ, có quan hệ rộng. May mắn mời được, ân nhân của thần tuyết. Chỉ cần ân nhân xuất hiện, nhà Lê chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Ân nhân của thiên tuyết, anh chắc chứ, anh cười cái gì, anh biết tôi mất bao nhiêu tiền để gặp người này không, tận 2 tỷ. Cả đời anh cũng đừng mong, nhìn thấy nhiều tiền như thế, thế thì tôi cũng muốn đi xem ân nhân của thiên tuyết đại nhân. Trông ra sao, được thôi vậy anh đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Nhà ý, cô thực sự để cái họa sát thân này đi chứ. Đi thôi, được, hôm nay tôi cho anh một ân huệ. Hãy giữ miệng lưỡi của mình lại. Đừng làm, ân nhân tức giận, Trương Thiệu. Họ không nhận ra chứ, họ sẽ nhìn thấy nó chứ. Không sao, cứ yên tâm đi. Tôi nói này lát nữa diễn cho tốt vào. Nếu bị lộ cậu chết chắc, Trương Thiệu, cứ yên tâm đi. Thằng khốn, anh còn dám đến, chuyện lần trước, tôi còn chưa tính sổ với anh. Ồ, là anh à, chắc hẳn người này là ân nhân của thiên tuyết, to gan, dám không kính trọng ân nhân không mau quỳ xuống. Lý Dương anh mới hứa với tôi cái gì, được. Trương Thiệu, xem như nể mặt tôi, trước tiên bỏ qua cho thằng khốn này, chúng ta hãy nói chuyện chính trước. Hôm nay tôi cho anh cái mặt mũi này, Triệu Thiên Vũ, người đã thấy rồi, cứ yên tâm không thiếu phần của cô, nhà ý đưa cho cô ấy. Kẻ vô dụng dám cướp đồ của bà mày, muốn chết à? Lý Dương muốn chết à? Đừng kéo chúng tôi vào. Lý Dương, anh điên rồi à? Anh chính là người ân nhân của thiên tuyết. Tto gan, biết thế không mau quỳ xuống. Anh chắc chưa muốn tôi quỳ xuống. Xin vị ân nhân tha thứ, anh ta không biết lễ nghĩa, đã xúc phạm đến ngài. Tôi thay mặt xin lỗi. Nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi. Thật trùng hợp. Thiên tuyết đại nhân vừa hay hẹn tôi ăn ở bên cạnh. Nếu anh là ân nhân hãy đi qua đó. Cô ấy gặp anh, chắc chắn sẽ rất vui. To gan, dám can thiệp vào việc riêng của vị ân nhân. Thật là gan lớn, đúng. Anh thật là gan lớn, dám dạy tôi làm việc. Giao Á Đình là một cấp dưới của thiên tuyết đại nhân. Chúng ta nên qua đó chào hỏi. Hãy đi cùng nhau Lý Dương, anh đang làm gì thế? Nhà ý, chiến thần cũng ở đó. Cô không phải luôn muốn cảm ơn ông ấy sao? Gì cơ, chiến thần đại nhân cũng ở đó. Phải, chiến thần đại nhân là người ghét cái xấu. Nếu ông ấy phát hiện có ai đó dưới quyền của ông lừa đảo, e rằng sẽ bị trừng phạt bằng cái chết của cả gia tộc.
Đại nhân, xin đại nhân tha mạng, xin hãy tha cho tôi, đừng đưa tôi đến gặp chiến thần đại nhân. Ồ, anh không phải là ân nhân của Thiên Tuyết đại nhân sao? Sợ cái gì? Đồ ngốc, anh đang làm gì thế? Anh ta nói dối cậu không biết sao? Là anh ta bảo tôi giả mạo ân nhân của Thiên Tuyết đại nhân. Còn nói sau khi việc thành sẽ cho tôi 2 triệu. Trương Thiệu, anh to gan thật đấy. Không mau biến đi. Đồ mất mặt, dạ, tôi đi ngay. Lý Dương, sống tốt không được sao cứ phải tìm đến cái chết. Anh định làm gì? Thần chiến tranh ở ngay bên cạnh, cứ tiếp tục giả vờ đi. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Trương Thiệu, có nên giết họ luôn không? Rồi cướp tiền lại, anh làm sao dám vậy? Giết chết cô, như giết chết một con kiến vậy. Cô nghĩ tôi dám không? Không sao đâu, Lý Dương, nếu không thì cứ đưa tiền cho họ đi. Tôi thấy cô biết điều đó, sớm như vậy không phải tốt sao? Bây giờ muộn rồi. Vậy anh muốn làm sao? Đi ngủ với tôi một đêm, nếu cô phục vụ tôi tốt, tôi sẽ thả cô, dù có chết, tôi cũng không đồng ý với anh. Cô gái xinh đẹp, đừng không biết điều, Trương Thiệu chú ý đến cô, đó là phúc của cô, nhanh chân quỳ xuống cảm ơn đi. Và cả anh, Lý Dương, lần trước khiến tôi và Trương Thiệu mất mặt hết, hôm nay tôi sẽ để anh xem Trương Thiệu chơi với người phụ nữ của anh, để anh thật sự cảm nhận được cảm giác bất lực và giận dữ đó. Ôi, các người nghĩ quá nhiều rồi, nếu như trước kia tôi khiến các người quỳ xuống, hôm nay tôi cũng có thể lấy mạng các người. Thật là tự cao quá mức, tôi thấy anh thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ. Anh nên im miệng lại, anh muốn hại mọi người đến chết sao phải không? Giao tiểu thư, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi xin cô, hãy tha cho tôi. Tất cả tại kẻ vô dụng này, hôm nay không ai có thể sống sót ra khỏi đây. Anh đừng hối hận, hối hận. Anh đang đe dọa tôi à? Tôi sợ quá, kẻ vô dụng, anh không nghĩ là sẽ mời thần chiến đại nhân đến chứ? Giờ phải làm sao đây? Trương Thiệu, người ta sợ chết mất. Tôi cho anh 3 phút, nếu anh không gọi được thần chiến tất cả sẽ phải chết. 1 phút là đủ. Alo, thần chiến, tôi ở phòng bên cạnh ông. Có người muốn giết tôi, Lý Dương, kẻ vô dụng, tôi biết anh quả thật là xui xẻo mấy đời. Lý Dương, anh thực sự quen biết thần chiến à? Đúng, nhưng chuyện nhỏ như thế này, không cần thần chiến phải ra mặt, vẫn còn cứng đầu. Trương Thiệu, xé miệng thằng vô dụng này cho tôi, người đâu làm cho hắn bại hoại đi, đừng, ai dám động vào cậu Lý. Lý Dương, anh đến đây là để làm trò cười à? Đem một quả bí đồng tới đây, hắn ta vốn dĩ là một thằng vô dụng. Hắn có thể làm được gì chứ, Lý Dương, đầu anh chữ đá à? Phải không, Lý Dương, anh nhanh bảo ông kia, mau rời đi, không sao, ông lão đó thật sự rất lợi hại. Này, bí đông mau chóng cút đi cho ta, nếu không bây giờ ta sẽ đưa ông xuống dưới báo danh. Dám nói chuyện với lão tử như vậy, muốn chết như thế nào? Hứ, ông còn giỏi giả vờ hơn cả Lý Dương, nếu ông cứ muốn tìm cái chết, vậy tôi sẽ tiên ông một đoạn, người đâu, làm gãy chân cái quả bí này đi. Thế nào? Ta không làm cậu mất mặt chứ? Ông giỏi lắm, hai tên rác rưởi này, có nên giết luôn không? Thưa ông, xin lỗi, chúng tôi có mắt như mù không biết Thái Sơn, xin ông tha mạng cho tôi. Lý Dương, xin anh hãy tha cho tôi không muốn chết, tự làm tự chịu. Nhà Ý, cô xử lý đi. Nhà Ý ơi, lúc nãy tôi nói quá, xin cô tha cho tôi lần này. Xin lỗi cô Lê, chúng tôi không cố ý xúc phạm, không dám nữa đâu, sau này không được, tìm chúng tôi gây rối. Nghe chưa, không nhanh chóng biến đi sao? Được, ngay lập tức biến. Cậu Lý, tôi cũng nên đi thôi, lần sau gặp lại. Cảm ơn ông. Lý Dương, người vừa rồi là ai vậy? À, một bậc cao nhân mà tôi biết. Lúc nãy chính là ông ấy mời tôi ăn cơm. Không phải là thần chiến và Thiên Tuyết sao? Họ cũng có mặt. Sao trội, chúng ta đều sắp bị anh hại chết. Trước đó đã làm hỏng tay của thần thiếu, bây giờ lại làm nhục Trương thiếu như vậy. Một khi họ bắt đầu trả thù, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Thiên Vũ, Lý Dương cũng là vì cứu chúng ta. Ai bảo anh ta nhúng tay vào chuyện người khác. Thế lực của nhà Triệu tôi cũng không yếu. Họ dám động vào tôi không? Giờ đây tốt rồi, tôi cũng bị cuốn vào rồi. Thiên Vũ, bây giờ nói những điều này có ích lợi gì nữa. Chỉ cần có thể giành được dự án của Lầu Năm Sao, họ sẽ không dám làm loạn. Tôi đã nộp bản kế hoạch dự án rồi. Tôi tin rằng với sự cố gắng của mình, chắc chắn sẽ đạt được. Nhà Ý, đừng lo. Tòa nhà Năm Sao là của cô, không ai có thể cướp đi.
lĩnh. Tổng lĩnh, nào ngồi đi, điều này, không ổn chút nào, làm sao, sợ tôi ăn thịt anh à? Anh đến tìm tôi, là muốn chuyển dự án tòa nhà 5 sao cho gia đình Lê phải không? Đúng, đúng là tổng lĩnh hiểu tôi, gia đình Lê đối xử với anh thế mà vẫn muốn giúp họ. Người khác có thể khá khó chịu, nhưng Lê nhà ý đối xử tốt với tôi, và đó là điều tôi nợ cô ấy. Không vấn đề, tôi có thể giúp anh. Nhưng, anh định cảm ơn tôi thế nào? Uống với tôi một ly. Tim đập nhanh như vậy. Anh thấy lo lắng à? Lĩnh tổng, tôi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tôi còn không bằng Lê Nha Ý sao? Lĩnh tổng, đừng như vậy. Tại sao? Tôi là người giàu có nhất ở Mộc Đô, bao nhiêu người đàn ông đều muốn có được tôi. Hơn nữa, chỉ cần anh đồng ý, bất cứ thứ gì anh muốn, tôi đều có thể cho anh. Lĩnh tổng, tôi muốn dựa vào đôi tay của mình để có được những thứ tôi muốn. Tôi có thể hiểu rằng anh đang từ chối tôi phải không? Không phải, Thiên Tuyết, Thần Chiến mời cô thảo luận về công việc an ninh tiếp theo. Biết rồi. Đối diện với cả tài và sắc đều không bị lay động. Lý Dương, tôi đối với anh là càng ngày càng kỳ vọng đấy. Này, ở Mộc Đô đắc tội với tôi, Trương Thiệu anh còn dám xuất hiện. Anh là không biết, hay thật sự tìm đường chết. Trương Thiệu, anh đừng quên nhé, lần trước nếu không phải tôi tha cho anh sớm bị lão tiên sinh giết rồi. Còn khốn, nói thêm một câu nữa, có tin tôi xé nát cái miệng của cô không? Nhìn thấy không, sau lưng tôi có hai cao thủ này, cả Mộc Đô cũng không tìm được đối thủ, đợi khi hội thầu kết thúc. Chính là lúc chết của các người, đi thôi, đồ phế vật, nhìn thấy không, hôm nay Trương Thiệu đến mang theo người. Lần này chắc chắn xong đời chỉ cần chúng ta có thể chiếm được lầu 5 sao. Anh ta sẽ không dám làm gì chúng ta. Cô gái chỉ bằng cô, chiếm được lầu 5 sao. Mơ đi, Lý Dương, chú tôi đã đến Thượng Hải. Dù là thần chiến tranh cũng phải kính nể. Vì vậy hôm nay, anh chắc chắn sẽ chết. Nếu có khả năng, hãy giết tôi ngay bây giờ. Anh đang tự tìm cái chết. Người đâu, Thiên Tuyết đã đến. Thiếu gia, tiệc của Thiên Tuyết không thể làm loạn. Chờ ra ngoài rồi muốn chơi thế nào cũng được. Cậu nhóc. Cậu may mắn đấy, đi thôi. Chào mừng mọi người tham gia hội nghị đấu thầu lần này. Danh sách trúng thầu nằm trong phong bì trên tay tôi, mời anh Lý lên sân khấu công bố. Làm sao có thể, tại sao anh ta công bố? Chẳng lẽ thằng hề này thực sự là ân nhân của Thiên Tuyết? Dự án lầu 5 sao thuộc về. Cậu Lý, quốc chủ sắp đến, xin mời cậu theo tôi, được. Tại sao vị thần chiến tranh lại vội vã như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao phải đưa người đó đi? Người đó không phải là ân nhân của Thiên Tuyết sao? Anh ta chỉ là một kẻ giả mạo danh tiếng của thần chiến tranh. Có lẽ đã bị thần chiến tranh phát hiện, vì vậy thần chiến tranh tự mình bắt giữ. Đã xúc phạm đến thần chiến tranh, tên rác rưởi này chết chắc rồi. Anh ta quá may mắn, nếu rơi vào tay tôi sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Thần chiến tranh đừng giết chết tên rác rưởi này, sau đó chú tôi cứu anh ta ra, tôi nhất định phải tự tay giết chết anh ta. Thiên Vũ, giờ phải làm sao đây? Cô đã không thể tự bảo vệ mình, sao còn quan tâm đến người khác? Mọi người ạ, xin lỗi về sự cố vừa rồi, tôi xin công bố, dự án của lầu 5 sao thuộc về. Gia đình Lê. Cái gì, làm sao lại là cô gái này? Không thể nào, không thể được. Lĩnh Thiên Tuyết, cô có lầm không? Cô đang nghi ngờ tôi à? Thiên Tuyết, im miệng. Tuyệt quá, chúng ta đã thành công. Chờ đợi khi chúng ta giành được lầu 5 sao, nhà Trương và nhà Thần sẽ không dám động vào chúng ta nữa. Mừng sớm quá nhỉ, đợi các người chết đi, dự án sẽ là của tôi. Thiên Thiếu, thằng đó không liên quan gì đến chúng tôi, xin anh hãy tha cho. Tha cho các người à? Được thôi, hãy ngoan ngoãn giao dự án. Tại sao phải, vì sao à? Khốn khiếp. Chỉ vì tôi, Thiên Thiếu, muốn cái gì, thì các người không thể giữ được. Đợi khi ra khỏi nơi này, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết.
Toi rồi, đối diện với Thiên gia, một gia tộc lớn như vậy. Nhà Lê căn bản không thể giữ được lầu năm sao, ai bảo họ đắc tội với nhà Thiên, đáng đời, Thiên thiếu. Đối phó với con khốn Lê nhà Ý, anh phải tự mình hành động sao? Anh đang dạy tôi làm việc à? Không dám, chỉ là tôi có rất nhiều cách có thể làm cô ấy chết mê chết mệt. Và làm cho cô ấy tự giao dự án, được. Dù cô ấy đã có được dự án của lầu năm sao, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không nuốt trôi được. Sẽ phải tìm nhà cung cấp vật liệu. Tôi biết Vương Dũng là con trai của quan tri phủ trách hội thương nhân vật liệu của toàn Mộc Đô. Lúc đó anh chỉ cần làm một trận không phải chuyện trong tay sao? Được. Lúc đó ta sẽ có được dự án, phần thưởng của anh không ít đâu. Cảm ơn Thiếu Gia Thiên. Thiếu Gia Thiên hôm nay cứ để tôi phục vụ anh thật tốt nhé. Đáng ghét, Thiếu Gia Thiên. Chắc hẳn các người rất tò mò, tại sao tôi lại đưa dự án lầu năm sao cho nhà Lê? Xin Thiên Tuyết chỉ giáo, rất đơn giản, có người muốn tôi giúp cô. Cảm ơn Thiên Tuyết. Tôi còn muốn nhờ vả cô một việc. Xin cô cứu giúp Lý Dương. Mạng mình còn khó bảo vệ, lại muốn cứu người khác. Nếu không phải tôi ở đây, nhà Thiên đã giết cô từ lâu. Thiên Tuyết, xin cô, xin hãy giúp chúng tôi. Đối với tôi, dù là bảo vệ cô, hay là cứu Lý Dương, đều không phải vấn đề. Cảm ơn Thiên Tuyết, nhưng, tại sao tôi phải giúp cô, Thiên Tuyết? Dù cô muốn gì, tôi đều đồng ý, Lê nhà Ý, tôi có thể ra mặt, khiến nhà Thiên không làm phiền cô, nhưng tôi sẽ không cứu Lý Dương. Sau này, các người phải công bố ra bên ngoài hủy hôn, làm sao? Do dự cái gì, nhanh chóng đồng ý đi làm bao nhiêu việc không phải chỉ để thoát khỏi sự ràng buộc của nhà Thiên sao? Huống hồ bây giờ chúng ta đã có lầu năm sao, trở thành gia tộc hàng đầu ở thành phố Mộc Đô chỉ là vấn đề thời gian. Thằng vô dụng kia chết thì đã sao liên quan gì đến chúng ta? Tê nhà Ý. Kiên nhẫn của tôi có hạn, nhanh chóng đồng ý. Được. Lê nhà Ý, cô quả là người thông minh. Đừng lo, nhà Thiên sau này sẽ không kiếm chuyện với các người nữa. Cảm ơn đại nhân Thiên Tuyết, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn nhờ cô cứu Lý Dương. Cô điên rồi à, câm miệng. Tại sao, anh ấy đã cứu tôi một lần, tôi không muốn nợ anh ấy. Nhà Ý, cô không sợ gia đình Thiên ở Bắc Kinh sao? Phải biết rằng với khả năng của họ nếu họ động thủ với cô không còn cơ hội phản kháng, cô thấy không? Cô chỉ cần cứu anh ấy là được, phần còn lại tôi tự giải quyết. Được, tôi đồng ý với cô, Lý Dương sẽ không sao cả. Thần Chiến, ông đã vất vả rồi. Đó là trách nhiệm của tôi không dám nói là vất vả. Đây là cậu Lý Dương, cậu ấy có khả năng nhìn thấy tương lai. Lần trước khi Hắc Ma Sát ám sát tôi, cũng là cậu ấy đã báo trước, vì vậy tôi mới có thể tiêu diệt họ hoàn toàn. Cậu nhỏ tuổi mà có khả năng lớn như vậy, thật sự là phúc của Đại Trung. Cảm ơn lời khen của quốc chủ, chàng trai, có thể nhìn trước được không? Lần thanh tra này, có thuận lợi không? Được. Quốc chủ. Có sát thủ, người đâu? Nhanh, bắt lấy hai người họ. Kim Lan, lập tức kiểm tra kỹ lưỡng. Vâng. Quốc chủ, làm ngài kinh hãi. Tôi sẵn lòng nhận mọi trách phạt, ta tha cho ngươi. Cậu Lý, cậu thật là giỏi, nói đi, cậu muốn phần thưởng gì? Cảm ơn quốc chủ, bảo vệ an toàn cho ngài, là trách nhiệm mà mỗi công dân Đại Trung nên làm sao dám nhận thưởng, tốt. Không tham danh lợi, quả nhiên là trụ cột của Đại Trung Quốc. Cậu Lý, có biết ai đứng sau chỉ đạo không? Xin lỗi, quốc chủ, người chết không thể tiên đoán. Không sao. Bái kiến, quốc chủ. Sát thủ được Hắc Ma Sát phái đến, nhưng vẫn chưa biết họ lẻn vào kiểu gì. Lần này an ninh do ai chịu trách nhiệm? Bẩm quốc chủ, lần này an ninh do đại nhân Thiên Tuyết, Linh Thiên Tuyết chịu trách nhiệm. Người đâu, Lăng Thiên Tuyết không đảm bảo an ninh thu hồi tất cả chức vụ. Không được phép, được rời khỏi Mộc Đô, và chuẩn bị sẵn sàng triệu hồi bất cứ lúc nào. Xin quốc chủ khoan dung, tôi tin Linh Thiên Tuyết, vụ ám sát này hoàn toàn không liên quan đến cô ấy. Phần dưới của đập nước ở Chu Địa có vết nứt, nếu không xử lý, mùa hè năm sau sẽ xảy ra lụt lội đập nước sẽ vỡ. Sẽ làm ngập lụt hàng ngàn dặm đất tốt, gây ra hàng triệu người lưu lạc mất nhà cửa, dịch châu chấu bùng phát ở lĩnh Nam, địa phủ biết mà không báo cáo trốn tránh trách nhiệm,
Nếu không xử lý, dịch châu chấu sẽ nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Còn nữa, Bắc Thành bị Hán Hiếu quấy rối, có sự móc nối với tướng giữ thành, hợp tác trục lợi, hành vi bất chính, tàn bạo, vô lương tâm, người dân địa phương kêu ca không ngớt. Kính mong quốc chủ điều tra kỹ lưỡng, thần chiến. Theo như cậu Lý đã nói, ngay lập tức điều tra, vâng. Bẩm quốc chủ, như cậu Lý đã nói, tất cả đều là sự thật. Thật là may mắn cho đại trung có được cậu Lý, đại trung của chúng ta nhất định sẽ quốc vận thịnh vượng, ha ha. Người đâu, phong Lý Dương, làm quốc sư của đại trung ban thần Long Vệ, thời gian phong định vào ngày lầu năm sau hoàn thành, nhanh chóng cảm ơn quốc chủ. Cảm ơn quốc chủ. Về lĩnh Thiên Tuyết, khi cậu tìm ra sự thật, sẽ trả lại tự do cho cô ấy, bây giờ cậu còn thiếu một nơi làm việc, vương quân. Quốc chủ, cung điện trên mây là nơi ở cao cấp nhất của Mộc Đô, rất phù hợp với địa vị của quốc sư. Được. Quốc sư thấy sao? Cảm ơn quốc chủ. Quốc sư, mời vào bên trong, được. Cảm ơn đại anh đã tiến, khách sáo rồi, quốc sư đại nhân, đây là thẻ phòng của ngài. Được, cảm ơn. Đại nhân, tôi muốn chuẩn bị cho ngài một bữa tiệc mừng, không biết ý ngài thế nào. Không cần đâu, tôi cảm kích tấm lòng của anh, nhưng tôi không thích quá nổi bật. Đại nhân, đây là thẻ đen cấp cao nhất của khách sạn Đại Mộc Đô thuộc sở hữu của tôi. Với thẻ này, anh có thể tận hưởng dịch vụ cao cấp nhất, và mọi thứ đều miễn phí. Vậy được, cảm ơn anh, thế thì tôi không làm phiền nữa, ngài nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt, được, chào anh, đi từ từ nhé. Thật không ngờ, tôi lại trở thành quốc sư, dưới một người, trên vạn người. Lĩnh Thiên Tuyết đặc biệt đến bái kiến quốc sư đại nhân. Lĩnh Tổng, mời ngồi. Tôi nên gọi anh là Lý Dương, hay là gọi anh, quốc sư đại nhân, Lĩnh Tổng, tôi vẫn là một nhân viên nhỏ dưới quyền của cô, gọi tôi là Lý Dương là được. Được, tôi vẫn sẽ gọi anh là Lý Dương. Anh cũng đừng gọi tôi là Lĩnh Tổng nữa, gọi tôi là Thiên Tuyết. Được, Thiên Tuyết, đến lúc này là có việc gì sao? Tất nhiên là để chúc mừng anh đã trở thành quốc sư đại nhân. Nhân tiện nhờ bạn, cô yên tâm, sau này không ai dám bắt nạt cô. Hôm nay tôi đã biết hết mọi chuyện, cảm ơn anh, tôi tưởng là chuyện gì lớn lắm. Tôi tin cô là vô tội. Cảm ơn anh không chỉ cứu mạng tôi, mà còn giúp đỡ tôi nhiều lần. Thiên Tuyết, nào. Lý Dương, anh thích Lê Nhà Ý không? Nếu không thích cô ấy, anh nghĩ sao về tôi? Thiên Tuyết, cô có phải hơi quá không? Có nên không? Tôi biết, bây giờ anh đã là quốc sư cao cao tại thượng, làm sao có thể để ý đến một nghi phạm như tôi? Tôi tự tin quá mức rồi. Xin lỗi đã làm phiền quốc sư. Tôi xin phép, Thiên Tuyết, tôi không có ý đó, tôi chỉ là. Vậy là anh thích tôi, cậu Lý xin lỗi đã làm phiền. Có thể nói chuyện một chút không? Được, tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Thiên Tuyết, tôi còn việc, không bằng cô về trước đi. Lại là ông ta, thật là khó chịu, xin lỗi, Thiên Tuyết, dù sao tôi cũng đã thấy thân xác của Nhà Ý, phải chịu trách nhiệm với cô ấy đến cùng. Cậu Lý, đây là lệnh bài thần long, bình thường, có thể điều động tất cả thần long vệ. Anh giữ lấy. Cảm ơn thần chiến tranh. Ngoài ra, thần long vệ đồng lãnh. Vài ngày nữa cũng sẽ đến Mộc Đô, có việc gì, trực tiếp chỉ thị cho anh ta. Được, cậu phải cẩn thận thêm, tôi lo lắng những sát thủ kia, có thể sẽ nhắm vào cậu. Cảm ơn thần chiến tranh đã nhắc nhở, ha ha. Thật là may mắn cho gia đình Lê, có dự án này, gia đình Lê sẽ trở thành một trong những gia tộc hàng đầu của Mộc Đô. Không dễ dàng như vậy đâu, gia đình Thiên chắc chắn sẽ không dễ chịu thua. Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Thông tin tôi nhận được là, quốc chủ đã đến Mộc Đô để kiểm tra, và đã phong cho một vị quốc sư. Lễ phong chức được tổ chức tại lầu 5 sao, điều đó thật tốt, nếu có thể nhận được sự bảo hộ của quốc sư, thì gia đình Thiên sẽ không dám làm gì chúng ta cả, đúng không? Đúng vậy, quốc chủ ấy còn trao lệnh bài thần long cho quốc sư nữa. Vì vậy lần này, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nhà Ý à? Ngày mai con, hãy đi gặp quốc sư. Nhưng chúng ta có địa vị thấp kém, quốc sư sẽ gặp chúng ta chứ? Hãy thử xem sao,
Được, à đúng rồi, nhà ý, ngày mai, tại khách sạn lớn của Mộc Đô tôi có một buổi họp lớp. Lúc đó, cô tham gia với tôi nhé, lần này Vương Thiếu cũng sẽ tham dự. Nhà Vương kiểm soát tất cả nguyên liệu xây dựng ở Mộc Đô. Nếu có thể nhận được sự hỗ trợ từ nhà Vương, dự án lầu 5 sao mới thực sự nằm trong tay chúng ta. Đúng, được, sau khi thăm quốc sư vào ngày mai, tôi sẽ tham dự. Được. Thiên Thiếu, anh tìm tôi có việc gì không? Tôi muốn cậu lừa Lê Nha Ý đi tham dự buổi họp lớp ngày mai. Cậu là người thông minh, biết phải làm như nào đúng không? Ngày mai tôi chắc chắn sẽ lừa cô ta đi cùng. Anh xem, yên tâm đi, sau khi việc này thành, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa. Cảm ơn Thiên Thiếu. Con khốn, nếu cô nhất định muốn giúp Lý Dương, thì cô cứ đi chết cùng anh ta. Lê Nha Ý muốn gặp người quốc sư. Quốc sư, lần này tôi đến là để xin người một việc. Gia đình Lê của tôi đã nhận được dự án của lầu 5 sao. Nhưng nhà Thiên ở Bắc Kinh ham muốn, gây khó dễ ở khắp mọi nơi. Xin người giúp nhà Lê, làm chủ cho chúng tôi. Nhà Ý. Lý Dương, nhanh vào đây, sao anh lại ở đây? Anh không phải đã bị quốc sư dẫn đi sao? Tôi chính là quốc sư, rất bình thường, phải không? Lý Dương, anh điên rồi. Nếu như điều này bị quốc sư nghe thấy, thì anh chắc chắn sẽ xong đời. Được, sao tôi nói mà không ai tin nhỉ? Được rồi. Biết rồi, lần trước, chính là quốc sư muốn gặp tôi. Ông ấy biết lầu 5 sao do gia đình Lê chịu trách nhiệm. Và tôi là hôn phu của cô, nên muốn gặp tôi, khích lệ tôi. Thật đấy, anh không lừa tôi chứ? Vậy anh không sao thật tốt. Cô, đang quan tâm tôi sao? Đừng tự luyến nữa, ai muốn quan tâm anh chứ? Thế nhưng tôi nghe nói, có người vì tôi đặc biệt đi cầu xin Thiên Tuyết. Dù sao cũng không phải tôi, ngoài ra. Cảm ơn anh vì lần chứ, xe tôi là vị hôn phu của cô mà, nhà ý. Đừng nói bừa nữa, chiều nay tôi có buổi họp lớp, anh có muốn đi cùng tôi không? Lời mời từ cô, tôi nhất định phải đi. Chúng ta đi thôi. Nhà ý đừng lo, không ai có thể cướp được lầu 5 sao, cũng không biết bạn bè cũ giờ thế nào. Trước giờ không gặp mặt là, rất đột ngột, nếu không phải Thiên Vũ nói tôi còn không biết nữa kìa. Đi thôi. Lê Nhà Ý thì ra là cô, sau bao nhiêu năm không gặp vẫn xinh đẹp như vậy. Cậu là Vương Dũng, người này là... Anh ấy tên là Lý Dương, là vị hôn phu của tôi, những người này đều là bạn đại học của tôi. Xin chào. Xin lỗi. Ai bắt tay với tôi, đều là những người thành công có tài sản lên đến hàng tỷ. Như anh thì từ đầu đến chân, cộng lại không quá 500 bạc, không xứng bắt tay với tôi. Ha ha, mặc như kẻ ăn mày còn muốn bắt tay với Vương Thiếu. Anh có xứng không? Ha ha. Vương Thiếu, người này thật đáng thương, không bằng anh sắp xếp cho anh ta việc, làm vệ sinh, hư. Lý Dương, anh đến công ty chúng tôi làm vệ sinh, tôi trả anh 6.000 một tháng thế nào? Hư, đồ phế nhân, còn không mau quỳ xuống cảm ơn Vương Thiếu, im miệng lại đi. Ồ, không có tài nào cả, nhưng lại to gan, Lê Nhà Ý, trước kia cô cũng là hoa khôi lớp mà, sao lại chọn kẻ vô dụng thế này? Chẳng lẽ cô quay về để ăn bám? Thật là mèo mả gà đồng đều dám mang theo. Các người đừng quá đáng, được thôi, tôi sẽ cho cô mặt mũi, không tranh cãi với thứ phế nhân này. Tôi đã đặt phòng VIP ở đây, bữa ăn này để tôi lo, nếu không đủ, có thể nhờ nhân viên đóng gói cho một số người. Ha ha, này chắc là tôi đã làm tổn thương tự trọng đáng thương của anh. Giận rồi đấy, thứ phế nhân này, cũng đáng được tham gia buổi họp lớp của chúng ta sao? Thật là không biết xấu hổ, lên nhà ý, tôi nghĩ cô cố ý đấy chứ, mang theo một kẻ ngốc. Các người đừng quá đáng, tôi còn chẳng muốn đến đây Lý Dương. Chúng ta đi thôi, ôi. Giận rồi à, quá nhạy cảm rồi, nói anh vài câu mà không chịu nổi, hư, dù sao cô ấy trước đây cũng là hoa khôi của trường. Đàn ông vây quanh, ai dám làm Lê Tiểu Thư tức giận chứ? Chúng ta đều là bạn học, chỉ là đùa vui thôi mà, sao cô lại nghiêm túc thế? Chúng ta hiếm khi gặp nhau. Cô nói đi là đi, có phải là không coi trọng chúng tôi không? Tôi nghe nói, gia đình Lê các người, đã nhận dự án lầu 5 sao. Gia đình chúng tôi kiểm soát tất cả vật liệu xây dựng ở Mộc Đô, cô không muốn thảo luận hợp tác với tôi à? Ôi, Vương Thiếu, đừng quan tâm đến những kẻ vô dụng đó nữa. Chúng ta vào trước đi. Được thôi, vậy chúng ta vào trước nhé. Vậy chúng ta sẽ vào trước. Họ quá áng quá, chúng ta cứ đi thôi. Không sao đâu, nhà ý. Họ muốn chơi, thì mình cứ chơi với họ. Chơi cho đã. Ôi, cuối cùng Vương Thiếu cũng đến. Phòng VIP đã được chuẩn bị theo tiêu chuẩn cho anh rồi. Mời anh theo lối này, được, dẫn đường đi, dạ, được ạ. Vương Thiếu, món ăn cũng đã sẵn sàng, mời mọi người ngồi xuống,
Chúng ta đi thôi. Ôi, sao mọi người cứ đứng, hãy ngồi xuống đi, Vương Thiếu. À. Nếu Vương Thiếu có việc gì, cứ bảo. Đây là phòng VIP hàng đầu ở Thượng Hải à? Thật là xa hoa, wow, đây không phải là rượu Pháp cao cấp sao? Mỗi chai hơn 3 triệu, rượu này cũng chỉ tạm tạm thôi. Lý Dương, không mau lấy điện thoại ra, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, giả vờ một chút, dù sao đi nữa, sau này anh khó có cơ hội gặp lại đấy. Ha ha, kẻ vô dụng, e rằng suốt đời này cũng chẳng thể nào chi trả nổi phòng thông thường. Ở tầng 1, tôi khuyên một số người, đừng để kẻ này lừa tiền lừa tình, ha ha. Ngài tri phủ, ngài đã nói về cậu Lý trước đó, bây giờ cậu ấy đã đến khách sạn của chúng tôi rồi. Tốt lắm, tốt lắm, tôi sẽ ngay lập tức qua đó. Dù cậu Lý đưa ra yêu cầu gì, cậu phải làm thỏa mãn cậu ấy, điều này thì cô đã sai rồi. Cứ thích cái kiểu này, ha ha. Cô ta và kẻ vô dụng sinh ra là một đôi, im đi, những kẻ sử dụng mỹ phẩm rẻ tiền như các cô, không sánh bằng ngón tay của nhà Ý. Ô, kẻ này tức lắm rồi, cô gái trà xanh này. Cô gái trà xanh này, thực sự là có thể quyến rũ trái tim của đàn ông. Ha ha, muốn đi cũng được. Hãy để dự án lầu 5 sao lại cho tôi, Vương Thiếu, đừng quá đáng. Làm sao, đừng tưởng nếu lấy được dự án này, nhà họ Lê của cô sẽ có thể ngẩng cao đầu. Rác rưởi thì chỉ là rác rưởi thôi. Nói thật với cô, gia tộc Thiên ở Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm với cô. Không ai dám hợp tác với cô. Hơn nữa, phần lớn nguồn tài nguyên vật liệu xây dựng ở Mộc Đô đều nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi không gật đầu, cô lấy gì để khởi công? Biết điều, ngoan ngoãn giao dự án. Anh cũng xứng. Cho chó tôi cũng không cho anh, ngoan, anh muốn chết à? Đồ chết tiệt. Vương Thiếu, anh không sao chứ? Anh điên rồi à? Đồ phế nhân này dám đánh Vương Thiếu. Có biết đây vẫn là lãnh địa của Vương Thiếu không? Anh chết chắc rồi, hôm nay tôi không giết chết. Tôi sẽ lấy họ của anh. Lý Dương, chúng ta mau đi thôi. Không sao đâu. Vương Thiếu, Vương Thiếu, có chuyện gì vậy, Vương Thiếu? Ai dám tới gây rối? Tôi xử lý hắn, anh dám động vào Vương Thiếu. Người đâu, chặt chân ném ra ngoài, anh dựa vào cái gì mà làm bừa? Muốn đánh chúng tôi, ôi, cô gái à, chuyện của tôi cô cũng dám xen vào, lôi ra ngoài. Tôi xem ai dám, quan tri phủ đến. Dừng tay, Lý Dương, anh chết chắc rồi. Cha, tên này này đánh con, cha phải làm chủ cho con. Người đâu, lập tức đánh nó cho ta. Thằng ngốc này, còn không mau đi xin lỗi cậu Lý. Mày dám nói chuyện với cậu Lý như vậy à? Lôi ra ngoài, băng nhỏ rồi cho chó ăn. Ngài tri phủ, xin ông tha mạng, Vương Thiếu. Vương Thiếu, cứu tôi với, Vương Thiếu. Cha, nhầm lẫn rồi, người này anh ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Im miệng. Mày muốn hại chết gia đình chúng ta à? Xin lỗi anh Lý, cậu Lý, xin lỗi. Anh là người rộng lượng, lần này xin hãy tha cho tôi. Đừng mà, tôi chỉ là một kẻ vô dụng. Và còn, tổng giá trị của cả người tôi cũng không đến nổi 500 bạc. Không xứng đáng bắt tay với anh, làm sao có tư cách, sao lại tha cho anh? Đồ bất hiếu, còn không mau quỳ xuống. Anh Lý, anh nghĩ nên xử lý nó thế nào? Dù hôm nay anh đánh chết nó, đó cũng là do nó xứng đáng. Cứu con với, anh Lý, tôi sẽ không dám nữa. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi bị người khác xúi giục. Dám nói gì cơ chứ, gia đình Vương các người, kiểm soát tất cả nguồn vật liệu, lầu 5 sao phải chờ anh gật đầu mới có thể khởi công. Chỉ có gia đình Vương mới quyết định được, gia đình Vương đồng ý mới xây được, quan tri phủ. Ông thật là tài giỏi. Anh Lý, xin lỗi, là do tôi dạy dỗ không đúng, lỗi này là của tôi, anh yên tâm tôi sẽ đảm bảo đưa ra. Câu trả lời làm anh hài lòng. Cô Lê, xin lỗi, xin cô cho tôi một cơ hội, ngày mai tôi sẽ dẫn nó đến cửa xin lỗi. Xin cô tha thứ. Lý Dương, đây là nhà Ý. Đừng sợ, muốn xử lý họ thế nào, cô quyết định. Các người, mau dậy đi. Lý Dương, lần này hãy bỏ qua cho họ, vì nhà Ý. Lần này bỏ qua, cảm ơn Lý đại nhân rộng lượng. Cha. Lý Dương, nghe nói vị quan tri phủ có tính cách nóng nảy và mạnh mẽ, đặc biệt là bảo vệ con cái. Vậy mà hôm nay tại sao ông ấy lại tôn trọng anh như vậy? Và cư xử với Vương Dũng như thế, có lẽ họ tự ép mình sai, hoặc là họ nghĩ tôi biết quốc sư.
anh thực sự biết Quốc Sư à? Biết, tôi và ông ấy rất thân, còn giả bộ. Lý Dương à, xin lỗi nhé, tôi không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Làm anh phải chịu thiệt, không sao đâu, nhà ý. Vậy ngày mai anh đến nhà tôi ăn cơm nhé. Được. Lý Dương, anh không ở nhà à, tôi có chút việc cần tìm anh. Được, tôi sẽ về ngay. Nhà ý, tôi còn việc, tôi đi trước nhé. Đây không phải là Thiên Tuyết sao? Sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Thật là xót xa, cô gái xinh đẹp, tôi khuyên cô nên chịu thua sớm. Chỉ cần cô phục vụ tốt cho hai anh em chúng tôi, có thể còn sống sót. Tôi là phụ nữ của Quốc Sư, các người dám động vào tôi. Anh ấy sẽ không tha cho các người, chúng tôi đến đây là vì anh ấy. Dừng lại. Thiên Tuyết, anh chính là Quốc Sư. Không ngờ, anh tự mình đến đây, chỉ với hai kẻ vô dụng như các người. Chết không biết đường, vẫn cứng đầu, kẻ ngốc. Chủ nhân của các người đâu? Không cần chủ nhân ra tay để giết cậu, vậy thì các người không còn lý do gì để tồn tại. Thần Long Vệ. Chúa Tể sẽ báo thù cho chúng ta. Thiên Tuyết, Lý Dương, chạy nhanh, Thiên Tuyết không sao, Thiên Tuyết. Lý Dương, Thiên Tuyết. Sao cô lại bị người của Hắc Ma sát chú ý? Tôi vừa ra khỏi nhà đã bị phục kích, họ muốn giết tôi để bịt miệng. Đây là lệnh Thần Long. Có nó Thần Long Vệ sẽ tuân theo mệnh lệnh của cô. Cầm lấy. Nó quá quý giá. Thiên Tuyết, kẻ ám sát hôm nay rõ ràng đến vì tôi. Hiện tại tôi không muốn lộ danh tính quá sớm. Thần Long Vệ trong tay cô mới phát huy hết giá trị lớn nhất. Hơn nữa, cô là người tôi tin tưởng nhất. Thiếu gia, chúng ta lại thất bại. Lũ vô dụng, chẳng có ích lợi gì. Chú ạ, lần này, chú phải giúp cháu trả thù này. Đừng lo, ai dám đắc tội với gia đình Thiên của chúng ta đều phải chết. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là giành lấy dự án của Lầu Năm Sao. Chú ơi, cái dự án nhỏ đó lấy làm gì? Đồ ngốc, anh trai của cháu giờ là tổng chỉ huy của vệ đội Long của Quốc Sư. Nó đã gửi tin, yến tiệc tấn phong của Quốc Sư sẽ được tổ chức tại Lầu Năm Sao ngày khánh thành. Nếu chúng ta có thể giành được dự án này, gia đình Thiên của chúng ta sẽ nhận được sự quý mến của Quốc Sư. Lúc đó, ai dám là kẻ thù với gia đình Thiên của chúng ta? Quốc Sư là người dưới một người, trên vạn người. Lúc đó đừng nói là gia đình Lê nhỏ bé, cho dù là thần chiến tranh cũng phải nhường 3 phần cho gia đình Thiên chúng ta. Ha ha, thật tốt quá, còn có Lĩnh Thiên Tuyết, con nhỏ đáng ghét đó, luôn luôn phá hỏng việc tốt của ta. Ta quyết tâm phải giết cô ta. Thằng vô dụng này hôm qua đã đánh Vương Thiếu. Lý Dương, cậu này, cái thứ vô dụng, nhìn xem cậu đã làm những gì. Chúng ta nên đi đón Tri Phủ trước, sau đó giải thích rõ ràng mọi chuyện với ông ấy. Tôi tin rằng Tri Phủ không trách chúng ta. Đúng, đi thôi, đi nhanh lên, đi, Lê Nhà Ý, còn ở đây giữ cậu ta cho tốt, đừng để nó làm loạn. Không sao. Ngài Tri Phủ, xin tha lỗi. Lý Dương, đồ vô dụng này, hôm qua đã xúc phạm đến ngài, tôi đang định đập gãy chân nó, và đưa nó đến phủ để xin lỗi. Tránh ra, ngài Tri Phủ, Vương Thiếu, Lý Dương này, thực sự không có liên quan gì với chúng tôi cả. Thiên Vũ, anh dám hại tôi, đợi đấy mà xem, Vương Thiếu, có phải là có hiểu lầm không? Cút. Anh đợi đấy, không phải Vương Thiếu. Cô Lê, đây là hợp đồng trị giá 2 tỷ của gia đình chúng tôi. Coi đây là một chút tâm ý của tôi mong cô Lê nhận lấy. Nếu cô Lê cảm thấy hợp đồng này có điều gì không hài lòng, có thể sửa đổi bất cứ lúc nào. Nhượng quyền lợi 100%, điều này không phù hợp chứ, có gì không phù hợp đâu, quan tri phủ cũng đã nói như vậy, nhà ý, cô nhận đi. Cảm ơn quan phủ đại nhân. Cậu Lý, quá khiêm tốn rồi. Xin lỗi. Hôm qua là tôi nhìn nhầm, mong anh tha thứ. Vương Thiếu. Đừng khách sao, chúng ta đều là bạn học mà. Anh Lý thấy đã hài lòng chưa? Được rồi, các người có thể đi. Cảm ơn anh Lý, cảm ơn.
Nhà Ý. Hợp đồng này là thật à? Tất nhiên là thật rồi. Quan Tri huyện tự tay mang đến, còn gì giả được nữa. Hơn nữa, lần này nhờ có Lý Dương. Làm sao có thể, tên vô dụng này không làm chết gia đình chúng ta mới là lạ. Lần này à, chắc chắn Quan Tri huyện nhìn nể quốc sư. Chưa gặp quốc sư, mà Quan Tri huyện đã lịch sự như vậy, nếu có thể được quốc sư ưu ái. Gia đình Lê của tôi sẽ không sợ bất kỳ ai. Đừng vui mừng quá sớm. Tên vô dụng, hôm nay các người chết chắc. Nhà Ý, sao tôi nghe thấy có chó kêu? Lý Dương, anh muốn chết à? Ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng này, làm bồi thường. Trong thẻ có 1 triệu, đây là tại sao? Dự án lầu 5 sao có giá trị 100 tỷ, các người làm vậy khác gì cướp bóc? Chính là cướp bóc mà, cô có ý kiến gì không? Hãy chuyển dự án lầu 5 sao cho gia đình Thiên chúng tôi. Đó là cơ hội cuối cùng của các người, nếu không, khi các người chết, dự án vẫn sẽ thuộc về gia đình Thiên chúng tôi. Ngài Tri phủ thành phố Mộc Đô và gia đình Lê chúng tôi, đừng tự làm mất mặt. Một tri phủ nhỏ bé, không xứng mang giày cho tôi. Nhà Thiên chúng tôi muốn cái gì thì không bao giờ không có được. Anh dám, nhanh chóng ký hợp đồng đi, nếu không, tất cả các người sẽ phải chết. Nếu quốc sư biết được điều này, sẽ không bỏ qua cho các người. Dám đe dọa tôi, có tin tôi lập tức lột sạch quần áo của cô, rồi làm nhục cô. Quỳ xuống, xin lỗi nhà Ý. Nếu không, gia đình Thiên các người sẽ không còn cần thiết tồn tại nữa. Kiêu ngạo, người đâu? Giết hắn. Chờ một chút, tôi ký, con gái, thật sự muốn giao dự án cho họ rồi, cha. Giao cho họ đi, bảo toàn mạng sống là quan trọng. Nhà Ý, im miệng, cậu thật là vô dụng. Chính cậu, ngôi sao xui xẻo này, nếu không phải vì cậu chọc giận Thiên thiếu, gia đình Lê của chúng tôi sao phải đối mặt với chuyện này? Chú, cô ta là người đẹp số 1 Thượng Hải, muốn không? Hay là để cô ấy phục vụ chú? Được, chờ ta chơi chán, cô bé phế vật này sẽ là của cháu. Cảm ơn chú, còn đứng đấy làm gì? Ngoại trừ cô bé phế vật đó, những người khác đều giết. Đừng, Thiên thiếu, không liên quan đến tôi. Ta đã nói rồi, tôi đã nói rồi, ngoại trừ cô gái phế vật đó, những người khác đều phải chết. Lý Dương cậu thật là vô dụng, thực sự đã khiến chúng ta gặp họa. Lý Dương, xin lỗi, nếu không phải tôi gọi cậu đến, cũng không ra nỗi này. Nhà Ý không sao. Có tôi ở đây không ai có thể làm hại cô. Hừ, thật sự là cảm động quá vậy, tôi sẽ rộng lượng để cậu sống. Để cậu xem tôi sẽ làm gì với cô gái phế vật này. Kẻ hèn anh thực sự là không đáng sống. Anh thật là không xứng đáng. Lý Dương, anh không phải rất giỏi đánh nhau sao? Anh giỏi đánh có ích gì ra ngoài hòa mình. Cuối cùng cũng chỉ là quyền lực. Hôm nay tôi sẽ dùng quyền lực để áp bức anh. Anh có thể làm gì tôi? Tôi, Thiên thiếu có 100 cách để giết anh. Còn anh thì sao? Chỉ có thể như một con chó chết nhìn tôi là người phụ nữ của anh. Vệ binh thần long đâu? Anh nghĩ chỉ với họ có thể đấu với nhà Thiên của tôi sao? Quả thật là buồn cười, giết hết họ cho tôi. Thưa ngài, hai người này nên xử lý thế nào? Quỳ xuống, xin lỗi nhà Ý, nếu không sẽ chết, liệu anh ấy có phải là quốc sư không? Con trai tôi là tổng chỉ huy vệ binh thần long của quốc sư. Ai dám động vào tôi phía sau nhà Thiên hóa ra là quốc sư. Lý Dương, nghe thấy không, phía sau là quốc sư, dù là thần chiến cũng không cứu được mạng chó của anh. Hỗn xược. Còn không quỳ xuống sao vậy thì chết đi, kiêu ngạo. Anh đang chống lại quốc sư, Thiên đại nhân. Tất cả đều là hiểu lầm, thằng vô dụng này, không có bất kỳ liên quan gì đến gia đình chúng tôi cả. Xin anh hãy bỏ qua cho nhà Lê, cha, sao cha lại nói như vậy, Thiên đại nhân, chúng ta không thể chọc giận được, tất cả tại tên khốn này, nếu nó có ích một chút. Nhà ta đã không phải chịu ức hiếp. Ông Lê, ông đúng là người thông minh. Ký cái hợp đồng này đi. Sau đó để cô bé phế vật này phục vụ tôi thật tốt. Lúc đó, gia đình Thiên của tôi tự nhiên sẽ bảo vệ gia đình Lê của các người. Còn về thằng vô dụng này, nếu bây giờ quỳ xuống, lết qua dưới háng của tôi còn có thể xem xét tha mạng cho. Thế nào, Lý Dương, đây gọi là quyền lực. Cảm thấy tuyệt vọng chưa? Anh đang tự tìm cái chết. Này, Lý Dương, anh dám đánh tôi, chú tôi sẽ không để anh đi. Anh trai tôi cũng sẽ giết anh. Dũ hắn, tát vào mặt. Được, cứ chờ đấy. Chúng ta đi, lão già. Ai cho ông đi? Anh còn muốn làm gì nữa? Quỳ xuống xin lỗi, nếu không, hôm nay không ai được rời đi. Điên rồi, anh thực sự đã điên. Con trai tôi là thủ lĩnh vệ binh rồng. Hôm nay nếu anh dám chạm vào tôi sẽ khiến vệ binh rồng đạp nát nhà Lê.
Lý Dương, câm mồm lại. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Cô Lý, lỗi là ở tôi, xin cô xem xét, vì một lão già như tôi. Xin tha mạng cho tôi. Lý Dương, ông ấy đã xin lỗi tôi rồi, hãy tha cho ông ấy đi. Còn không cảm ơn đi. Cảm ơn cô Lê. Cảm ơn anh Lý, tôi không dám nữa đâu. Cút, lết ra ngoài cho tôi. Dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, rút lui đi, vâng. Lý Dương, anh thực sự là quốc sư sao? Chỉ là đồ bỏ đi làm sao có thể là quốc sư? Lần này chúng ta, có lẽ đã làm mất lòng gia tộc Thiên mất rồi. Lý Dương, anh nhanh chóng trốn đi đâu bây giờ? Anh có thể trốn thoát sự truy đuổi của thần Long Vệ không? Nhà Ý, yên tâm không sao đâu. Thiên thống lĩnh, chúc mừng, từ nay về sau anh là cánh tay phải đắc lực bên cạnh quốc sư. Về sau chúng tôi còn mong được anh giúp đỡ, tôi xin nâng ly trước. Quý vị, quá lịch sự rồi, chúng ta đều nhờ cậy vào quốc sư đại nhân, ly này, chúc quốc sư. Thiên thống lĩnh, tối nay, bữa tiệc chào đón mà chúng tôi chuẩn bị cho ngài hy vọng ngài sẽ tham dự. Được, vậy thì xin cảm ơn sự hào phóng của ngài. Con trai, ta bị người ta đánh rồi con phải giúp ta đây này. Vậy thì, thưa ngài, chúng tôi chuẩn bị một chút, chúng tôi xin phép từ biệt trước. Cha, làm sao vậy? Bị cái thằng vô dụng trong nhà họ Lê đánh đấy. Và em trai của con bây giờ còn đang ở bệnh viện nữa. Cái gì? Cái đồ vô dụng đó, gan lớn như vậy sao? Họ không chỉ cướp dự án của nhà họ Thiên, mà còn thiếu tôn trọng quốc sư. Ta chỉ trách họ một vài câu, thế mà bị đánh thành ra như thế này, dám thiếu tôn trọng quốc sư. Họ đúng là tự tìm cái chết. Con trai, con nhanh chóng điều động vệ binh thần long, giết hết họ đi, cha. Không vội, tối nay, hội thương nhân Mộc Đô tổ chức tiệc chào đón con. Những người đến đều là những gia tộc hàng đầu, chính là cơ hội tốt để dạy dỗ Lý Dương, để những kẻ ngốc kia biết sự mạnh mẽ của nhà họ Thiên. Tốt, tất cả nghe theo con. Người đâu, bao vây nhà họ Lê lại cho tôi. Không có lệnh của tôi, không ai được phép ra vào. Đây là cách họ công khai muốn đặt chúng ta vào chỗ chết. Thưa ngài, tôi không phải là người của nhà Lê, xin hãy cho tôi ra ngoài. Không ngờ nhà họ Lê của tôi lại rơi vào cảnh ngộ này. Thật là buồn cười, đừng lo, nhà Ý, sẽ không sao đâu. Ai ra, cảm giác chờ chết, không dễ chịu chút nào. Thưa ngài, tôi không có bất kỳ quan hệ nào với nhà Lê. Xin hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Thưa ngài, tôi sẽ đưa cho ông bất cứ thứ gì ông muốn. Hãy để lại cho chúng tôi một con đường sống đi, anh. Lý Dương, nếu bây giờ anh cũng quỳ xuống cầu xin tôi có thể cho anh một cái chết nhanh chóng. Ôi cha ông già kia à. Nếu bây giờ ông quỳ xuống cầu xin tôi có thể xem xét tha mạng cho ông. Lý Dương, anh không sợ chết à? Chết cận kề mà vẫn cứng đầu, hãy đưa họ đi. Đi thôi. Ngài định đưa chúng tôi đi đâu thế này, chết. Không cần biết nhiều như vậy. Ngài, đến đây, mọi người cứ thả lỏng mà ăn uống. Ôi chao. Lâu không gặp, đến đây ngồi. Chú ơi, lát nữa có thể không? Giao Lê nhà Ý, con nhóc kia, cho cháu xử lý. Còn nửa giờ nữa là đến tiệc, muốn chơi thì cứ đi, nhưng nhớ đấy, đừng làm chết ai, không thì anh trai cậu sẽ tức giận lắm. Được thôi, cảm ơn chú. Thiên thiếu, tôi xin cậu, chỉ cần cậu tha cho chúng tôi sẽ gả con gái cho cậu, được không? Cút đi. Trước đây anh đã hứa với tôi, rằng anh sẽ tha cho tôi. Thiên Vũ, cậu nói cái gì thế? Con khốn này, nếu không phải vì cô, tôi làm sao rơi vào cảnh này? Phế vật, cô có lẽ chưa biết. Cuộc tụ họp cùng lớp trước đó là do tôi sắp xếp. Nếu không phải bọn ngốc kia làm hỏng mọi chuyện, hôm nay làm gì cần tôi tự mình ra tay. Thiên Vũ, hóa ra tất cả đều do anh gây ra. Hừ, thật đáng trách, chỉ có thể trách bản thân cô ngốc. Thiên Thiếu, trước đây anh đã hứa với tôi, chỉ cần lừa được cô ta qua, anh sẽ tha cho tôi. Được, chỉ cần hôm nay cậu loại bỏ họ, tôi có thể tha mạng cho cậu.
anh thật là một kẻ vô dụng, nếu không phải anh cứ liên tục phá hoại tôi đã sớm làm cho cô ta phải ngủ với tôi rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ tính cả món nợ cũ lẫn mới. Lý Dương, xin lỗi, trước kia là tôi đã hiểu lầm anh, nếu tôi nghe lời anh sớm hơn, thì đã không trở thành như bây giờ. Nhà ý, không ai có thể làm tổn thương cô, yên tâm đi. Thiên Vũ, cậu thật là khốn nạn, tôi thực sự là mù mắt, đã tin cậu. Cha không sao chứ, lão già này, ông đã vội vã muốn chết, thế thì tôi sẽ cho ông toại nguyện. Triệu Thiên Vũ, anh thực sự tồi tệ hơn cả thú vật, theo đuổi Lê Nha Ý bấy lâu, và bây giờ, lại muốn giết cha của Nha Ý đúng Thiên Thiếu, anh nói đúng. Nhưng, anh có thể thả tôi ra trước không? Anh trai tôi đã nói, tất cả đều phải chết, vừa rồi à, tôi chỉ đang lừa anh thôi, đồ khốn, tôi sẽ không để yên cho anh. Rác rưởi, dựa vào cái gì mà cậu dám động vào tôi, kéo hắn ta đi cho tôi. Dù sao cô cũng sẽ chết. Không bằng trước khi chết hãy làm tôi vui. Người đâu, đưa cô gái này đến phòng bên cạnh. Cậu là thú vật, cậu sẽ không có cái chết tốt đẹp đâu. Đập gãy chân gã giả này, Thiên Thiếu. Hôm nay anh chắc chắn sẽ chết. Rác rưởi, chỉ dựa vào anh ư? Giết hắn cho tôi. Dừng tay. Phế vật, tôi đang định tìm cô đấy. Không ngờ cô lại tự đến, to gan. Quỳ xuống cho tôi, cô còn tưởng mình là Thiên Tuyết à? Bây giờ cô chỉ là người bị quốc chủ giam lỏng thôi. Và cho dù cô vẫn là Thiên Tuyết thì sao anh trai tôi là người của quốc sư? Cô đang tự tìm đến cái chết. Lý Dương, tôi phải cảm ơn anh đấy, nếu không phải anh, cô ta cũng không đến đây. Lên. Phế vật, đây là lãnh địa của nhà họ Thiên. Cô dám động vào tôi sẽ tìm người hiếp dâm cô, rồi chụp ảnh đăng lên mạng. Không biết sống chết. Linh Thiên Tuyết, cô đã làm bị thương người nhà họ Thiên của chúng tôi. Cô nên giải thích với tôi một chút. Anh trai, cứu em với. Tên khốn này cần một bài học, tôi sẽ giúp anh dạy dỗ hắn ta một chút, thú vị đấy. Cho cô một cơ hội, buông anh ta ra, nếu không thì chết, được thôi, vậy tôi sẽ giúp anh ta xuống địa ngục. Không biết sống chết. Thiên Tuyết, cô đang tự tìm cái chết. Anh trai, anh phải giúp em, im miệng, còn không biết xấu hổ, ở yên một chút. Người đâu, giám sát chặt chẽ, không có lệnh của tôi, không ai được phép rời đi. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc chào đón của Thiên Thống Lĩnh. Tôi có được hôm nay, cũng nhờ vào sự dạy dỗ của Đại Quốc Sư, sau này cũng sẽ cố gắng hết sức phò tá cho Đại Quốc Sư. Trước khi bắt đầu chính thức hôm nay, tôi muốn giải quyết một việc trước. Tại sao vệ sĩ lại đến đây, có chuyện gì xảy ra không? Có lẽ những người này đắc tội với Tổng Chỉ huy Thiên. Tội đáng chết 10.000 lần. Mọi người đừng lo lắng, những kẻ vô dụng này, không chỉ đánh em trai tôi, mà còn dám công khai sỉ nhục quốc sư, đúng là tội ác tày trời. Vì vậy, tôi quyết định sự tử công khai để làm gương. Ai dám? Đây là lệnh bài thần long, lệnh thần long không phải ở trong tay quốc sư sao? Thấy lệnh này như thấy quốc sư, còn không mau quỳ xuống. Truyền chỉ, nhà Thiên làm ác nhiều, áp bức dân lành. Tội không thể tha, xét vì Thiên Tổng Chỉ huy, là Tổng Chỉ huy Thần Long Vệ của ta, tội chết có thể miễn. Nhưng tội sống khó thoát. Từ hôm nay, tài sản của nhà Thiên sẽ bị tịch thu. Về phần ba người của nhà Thiên. Mỗi người 100 gậy, như một bài học cảnh cáo. Xong rồi, tài sản tích lũy bao đời của nhà Thiên. Giờ phải hủy hoại trong tay tôi. Dự án lầu 5 sao từ nay thuộc về Lê Nha Ý. Không ai được cướp đoạt. Kẻ nào vi phạm sẽ bị chém. Bắt họ lại. Phế vật, dám lớn mật với hàng giả. Phế vật, đã không còn là Thiên Tuyết nữa. Bây giờ cô ấy, chỉ là một cô gái bị giam giữ. Làm sao có thể có lệnh bài của Đại sư Quốc sư? À, ra là thế. Suýt nữa thì bị lừa. Thiên, với tư cách là chỉ huy của vệ binh Thần Long. Cái lệnh bài thật hay giả, kiểm tra một chút là biết.
Cô gái, có dám để anh trai tôi kiểm tra? Mở to mắt ra mà xem kỹ đây. Giả mạo, giết hết họ đi, đừng, thiên chỉ huy, xin cậu tha cho chúng tôi. Anh dám công kích riêng tư, không sợ quốc sư đại nhân trách phạt sao? Chết đến nơi còn dám biện minh, tôi nói giả thì là giả, vệ binh, giết hết họ cho tôi. Dừng tay, thiên, dừng tay. Thiên tuyết đại nhân, xin lỗi, tôi đến muộn. Không sao, cô làm rất tốt, thiên, thủ lĩnh, quyền thế lớn thật đấy. Đây là muốn giết ai vậy? Thuộc hạ không dám. Những con kiến này, giả mạo lệnh bài xâm phạm quốc sư đại nhân, chết không đáng tiếc. Làm loạn, lệnh bài này là do ta trao tay, anh dám nói là giả. Này, đại nhân, hiểu lầm, tôi nhìn nhầm, xin ngài tha cho tôi lần này. Mang người này đi cho tôi, làm theo lời quốc sư nói, đại nhân. Đại nhân, xin ngài tha mạng cho tôi, bộ xương già này của tôi chịu đánh không nổi đâu. Ngài, xin hãy tha cho chúng tôi xin ngài đấy, ngài ấy. Tại sao quốc sư lại giao dự án, lầu 5 sao cho gia đình Lê? Chẳng lẽ, bối cảnh của gia đình Lê là chính quốc sư? Chắc chắn là quốc sư, đã thích con gái của tôi, nhà ý. Cha nói bậy bạ, làm sao quốc sư lại thích con chứ, làm sao không thể chứ? Con là người đẹp số 1 ở Mộc Đô, nếu không, tại sao quốc sư lại giao dự án cho con? Đứng lại! Triệu Thiên Vũ! Anh định đi đâu? Lúc nãy cậu không phải rất kiêu ngạo sao? Hả? Tôi chỉ muốn sống sót mà thôi, xin các người hãy tha cho tôi. Đồ tạp chủng, tôi muốn giết cậu lắm. Được, vậy thì làm theo ý ông, kéo xuống cho chó ăn. Nhà ý, xin cô hãy cứu tôi. Nhớ đến bao năm quen biết, tôi xin cô, hãy cứu tôi. Cô giúp tôi nói vài lời, tôi thực sự không muốn chết. Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh nữa. Cảm ơn, tôi hứa sẽ không xuất hiện nữa. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, cứu giúp. Ha ha, không sao đâu Thiên Tuyết, cô đi chữa trị trước đi, tôi xin phép trước. Lý Dương, cậu đúng là xui xẻo, lần này suýt nữa đã chết vì cậu, toàn rắc rối, sau này, hãy tránh xa con gái tôi ra. Con gái tôi bây giờ là người mà quốc sư quan tâm. Sau này, nếu cậu dám có ý định xấu với nó, cẩn thận đại quốc sư, sẽ không tha cho cậu. Cha, làm sao cha có thể nói thế được, lần này nếu không nhờ Lý Dương, chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Im miệng, bây giờ con là người mà đại quốc sư để mắt tới. Sau này hãy tránh xa thằng vô dụng này. Đừng để chọc giận đại quốc sư, đúng rồi ngày mai con sẽ đi cùng cha để gặp đại quốc sư. Con gái, lần này, con nhất định phải nắm bắt cơ hội, con không đi, cha đi một mình đi. Con này, ta khi nào sinh ra cô con gái bất hiếu này, con có muốn giết ta không? Nhà ý, đại quốc sư đã giúp cô nhiều như vậy, cũng nên qua cảm ơn một tiếng, được thôi, tên khốn này còn biết nhiều chút. Lãnh chúa Ma Long, Lý Dương, tôi đã điều tra rõ ràng. Lý do kế hoạch của chúng ta thất bại là bởi vì Lý Dương gây trở ngại, vì vậy, anh ta đã trở thành quốc sư của Đại Trung Quốc. Được, một quốc sư Đại Trung đáng gờm dám phá hủy công sức nhiều năm của ta. Cha hãy bình tĩnh, ngày mai con sẽ phái người giết anh ta. Đừng hấp tấp, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, đừng vì một kẻ vô dụng mà hỏng cả đại cục. Nhưng cha ơi, đủ rồi, tất cả lui xuống đi. Vâng. Kiểm tra những người xung quanh anh ta. Tiểu chủ, chủ nhân liệu có phải là, làm sao lời tôi nói? Không còn giá trị nữa sao, tiểu chủ, tiểu nhân không dám. Cha tôi tuổi đã cao nhưng cái gan lại càng ngày càng nhỏ. Một thứ vô dụng, giết chết thì giết chết. Ai dám chọc giận hắc ma của tôi, đều phải chết. Triệu Thiếu, cuối cùng anh đã thích nha ý, cô ta đã bỏ cuộc, tôi không phải bỏ ra nhiều công sức. Hãy để cô ta ngủ với tên thua cuộc, nha ý, con khốn này, hôm trước vừa ngủ với Lý Dương. Hôm sau lại qua lại với quốc sư, thật là vô liêm sỉ. Tối hôm nay hãy để tôi chút giận lên cô. Triệu Thiếu, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt. Chết tiệt, chó hoang ở đâu ra? Dám quấy rầy thiếu gia ta. Câm miệng, dám vô lễ với thiếu gia của ta. Anh có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là người thừa kế tập đoàn Triệu,
các người còn không mau quỳ xuống. Ôn Ao, đại nhân, xin hãy tha mạng cho tôi là không có mắt, làm ơn để tôi đi. Cho dù tôi không giết cậu cũng không thể sống lâu. Đại nhân, tôi không hiểu, cậu biết không, nếu Lý Dương muốn giết cậu, thì đơn giản như giết một con chó. Không thể nào. Lý Dương, hắn ta là kẻ vô dụng, hắn ta đã ngủ với người của quốc sư. Quốc sư nhất định sẽ không tha cho anh hắn. Ha ha, tên ngốc. Cậu chưa biết à, Lý Dương là quốc sư, cái gì? Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể, Lý Dương chỉ là một kẻ vô dụng. Làm sao có thể là quốc sư? Hãy tự mình suy nghĩ đi, tại sao thần chiến và thiên tuyết lại liên tục giúp đỡ anh ta? Còn cậu thì sao? Đại nhân, xin đại nhân, hãy cứu tôi, từ hôm nay trở đi, bất cứ việc gì anh muốn tôi làm, tôi đều sẽ đồng ý. Được, chỉ cần cậu nghe lời tôi, ngày mai tôi sẽ để Lý Dương chết trước mặt cậu. Lúc đó, việc tôi hỗ trợ gia tộc số 1 của Mộc Đô cũng không phải không thể. Đại nhân, cảm ơn đại nhân, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là một con chó của anh. Anh bảo tôi làm gì, tôi đều nghe theo anh. Ha ha, tốt, sủa hai tiếng cho tôi nghe. Gâu gâu, gâu gâu. Ngày mai, Lê Nhà Ý sẽ đến đỉnh Thiên Cung tìm Lý Dương. Cậu chặn cô ấy giữa đường và bắt giữ cho tôi, phần còn lại để tôi sắp xếp. Vâng, vâng, chủ nhân, gâu, ha ha, Nhà Ý à, lần này khi gặp quốc sư đại nhân, nhất định phải phục vụ tốt ngài ấy. Đừng làm ngài ấy thất vọng. Cha coi con là gì vậy? Không phải. Các người định làm gì? Này, đừng làm loạn, chúng tôi là người của quốc sư đại nhân. Phi, người của quốc sư, chúng tôi là con trời con. Hắc Ma đại nhân, đây là Lê Nhà Ý. Này, đánh thức cô ta dậy cho tôi. Vâng, Hắc Ma đại nhân. Triệu Thiên Vũ, anh có biết anh đang làm gì không? Bắt cóc là tội nặng đấy, nếu anh thả tôi ra bây giờ, tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì bỏ qua cho anh. Phế vật, sắp chết rồi mà. Còn dám đe dọa tôi có tin tôi bây giờ làm nhục cô không? Triệu Thiên Vũ, hơi quá tay rồi đấy, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắc Ma đại nhân, con khốn này cần được giáo dục kỹ càng. Đến lúc vào việc chính rồi. Anh định làm gì? Dĩ nhiên, là muốn Lý Dương chết. Quốc sư, ông lớn quốc sư. Tôi cho anh nửa giờ tới kho ở phía tây ngoại ô. Lê Nhà Ý giờ đang trong tay tôi đây. Triệu Thiên Vũ đổ chó điên này, cậu tin tôi lột da cậu không? Anh dùng cái gì để đe dọa tôi? Tôi nói cho anh biết ngoan ngoãn một mình tới, đừng có mà dở cho gì hết. Nếu không, tôi không đảm bảo được sự an toàn của cô ấy. Cậu dám, nếu cậu dám động vào Nhà Ý một sợi tóc, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã sống. Thật sao? Vậy anh phải nhanh lên đấy. Alo, Triệu Thiên Vũ. Cậu đang tìm cái chết à? Vệ binh thần long đâu? Thuộc hạ ở đây, các ngươi có cách nào cứu Nhà Ý không? Nếu là ngài tất nhiên không vấn đề gì, nhưng nếu muốn cứu Lê Tiểu Thư, e rằng sẽ có một số rủi ro. Vậy nếu sử dụng tôi làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của họ, các ngươi có tự tin không? Đại nhân tuyệt đối không được, ngài là đại quốc sư mà, không thể mạo hiểm được, trả lời tôi, được không? Thuộc hạ tự tin có 9 phần. Tốt. Mạng sống của tôi và Nhà Ý, giao cho các người, kẻ hèn nhát, không biết xấu hổ, phế vật, nếu còn la hét tôi sẽ cắt lưỡi cô. Cô gái, thằng nhãi đó có gì tốt chứ, lát nữa tôi giết nó, sau này cô theo tôi nhé, biến, anh biến đi. Được, được đấy, tính tình đủ dữ tôi thích, nhưng mà, tôi không thích câu trả lời này. Triệu Thiên Vũ, giao cho cậu, anh yên tâm Hắc Ma đại nhân tôi sẽ ngay lập tức dạy dỗ cô ta một bài học, đảm bảo rằng cô ấy sẽ phục vụ anh như anh mong muốn. Vậy mà Triệu Thiên Vũ, anh định làm gì à? Tất nhiên là cắt lưỡi của cô ra, cô yên tâm. Tôi sẽ làm rất nhanh. Tôi sẽ làm rất nhanh đấy. Triệu Thiên Vũ, anh dám, anh mau thả tôi ra. Phế vật, tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Hãy ngoan ngoãn đi mà phục vụ Hắc Ma đại nhân cho tử tế, để tránh phải chịu đau đớn thể xác. Khinh, đừng hòng. Vậy đừng trách tôi, dừng tay.
Hắc Ma đại nhân, người này chính là Lý Dương. Vậy anh chính là Lý Dương à? Thú vị, anh thật sự dám đến đây à? Nói đi, anh muốn gì? Quỳ xuống đi, chúng ta sẽ nói sau. Lý Dương, anh mau đi đi, đừng quan tâm đến tôi. Phế vật, câm miệng lại, dừng tay lại. Tôi quỳ. Ha ha. Cuối cùng anh cũng có ngày này. Ha ha, không tồi, Lý Dương, xin lỗi, tất cả là tại tôi. Nha y, yên tâm đi. Tôi sẽ đưa cô an toàn rời khỏi đây. Ôi, Lý Dương, anh sắp chết rồi mà vẫn còn giả vờ. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh. Lý Dương, tự cắt một bàn tay, tôi sẽ tha cho cô ấy. Đừng, Lý Dương, anh nhanh chóng đi đi đừng quan tâm đến tôi. Nếu anh ở lại đây, họ cũng sẽ giết anh. Phế vật còn dám nói nhiều. Dừng tay, dừng tay. Thế nào, tôi đã đủ chân thành chưa? Nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Được. Đừng. Ha ha, thực sự là một con chó ngoan biết nghe lời. Ha ha. Bây giờ, có thể thả cô ấy ra chứ, tôi nghe lầm sao? Anh ta thực sự nghĩ rằng tôi sẽ thả cô ấy ha ha. Hắc Ma đại nhân, kẻ vô dụng này có thể giao cho tôi xử lý không? Giao cho cậu đấy. Dừng tay. Kẻ vô dụng, đây là cái giá của việc đắc tội với Hắc Ma sát. Cái quái gì mà Hắc Ma sát, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Thằng nhóc, sắp chết mà vẫn cứng đầu. Kẻ ngốc, kiếp sau nhớ phải thông minh hơn. Lý Dương, thế nào rồi, tất cả là lỗi của tôi đã làm hại anh. Nha ý, tôi không sao. Anh còn giả vờ lúc này. Thưa ngài, đây là phần thưởng của quốc chủ Hắc Ngọc Đoạn Cao. Xin hãy nhanh chóng uống. Thưa ngài, vết thương của ngài đã lành. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được. Cảm ơn, không dám. Bảo vệ ngài là trách nhiệm của chúng tôi. Ngài, những người này phải làm sao? Ngài ơi, xin ngài tha cho chúng tôi. Tất cả là tại Triệu Thiên Vũ, hắn đã lừa chúng tôi. Xin tha cho chúng tôi lần này. Đại nhân, tất cả là lỗi của tôi. Xin ông tha cho tôi. Tôi cũng bị Hắc Ma ép buộc. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn. Một, giết Triệu Thiên Vũ, sau đó đi tự thú. Hai, cùng hắn xuống địa ngục, còn đứng đấy làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng kẻ vô lại này xuống dưới à? Ngài ơi, chuyện này không liên quan đến tôi. Nhà ý, xin cô cứu tôi với. Các người định làm gì? Đại nhân, tôi đã giết hắn rồi, xin hãy tha cho chúng tôi. Đi tự thú, nếu không thì chết, được. Theo dõi họ, nếu họ dám trốn chạy giữa chừng, thì giết hết. Vâng, thưa ngài. Đi thôi, Lý Dương, dám giết con trai tôi sẽ không chung trời với ngươi. Ma Long, tôi nghĩ ngươi nên cân nhắc một chút đề nghị của chúng tôi từ Đại Phong Quốc. Dù sao chúng tôi cũng thật sự rất thành ý, có thể huy động toàn bộ lực lượng, xâm lược biên giới Đại Trung, vị thần chiến tranh của các ngươi, sẽ không thể không dẫn quân ra trận, như vậy ngươi sẽ có cơ hội tuyệt vời, để loại bỏ quốc chủ Đại Trung, trở thành quốc chủ mới. Điều kiện của ngươi là gì? Rất đơn giản. Phía Nam sông Dương Tử nhượng lại cho Đại Phong Quốc, điều này là một thỏa thuận công bằng. Tham lam thật, ngươi nuốt trôi được không? Các ngươi ở Đại Trung có câu cổ ngữ, tìm kiếm sự giàu có trong nguy hiểm, chỉ cần xem Ma Long dám không. Được, ta đồng ý với ngươi. Ma Long, ông sẽ cảm thấy may mắn với quyết định của mình. Lý Dương, anh ở đó không? Thiên Tuyết, sao cô lại đến đây? Nhanh vào đi, Lý Dương. Anh không sao chứ? Tôi vừa gọi điện mà mãi không liên lạc được. Tôi lo là anh gặp chuyện rồi, điện thoại của tôi vô tình bị hỏng. Chưa kịp sửa, Thiên Tuyết, có lẽ nên buông ra. Cứ ôm nhau như vậy, có phải sẽ không quan tâm, tôi chỉ muốn ôm. Dù sao tôi cũng là người của anh rồi, Thiên Tuyết. Cái này. Đây là chuông kinh long. Một tiếng đồng hồ, nghĩa là quân địch đại binh áp giới. Nếu có 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ lực lượng quốc gia được huy động. Nếu có 3 tiếng. Nếu có 2 tiếng, nghĩa là thành trì biên giới chính thức thất thủ. Nếu có 3 tiếng, nghĩa là
toàn bộ thành chính biên giới đã bị thảm sát, không sót một ai, kể cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ. Bọn quái vật này, tôi sẽ khiến chúng phải trả giá bằng máu. Người đâu, lập tức triệu tập cho tôi tất cả các quan chức gần đây. Nếu ai không tuân lệnh sẽ bị xử tử tại chỗ. Vâng, quốc chủ. Thưa ngài, chuông kinh long rung 3 tiếng. Thật là gan lớn, chúng coi đại trung chúng ta không còn ai sao. Truyền lệnh của quốc chủ, thần chiến tới ngay, ai vi phạm sẽ bị xử tử tại chỗ. Đây chính là cơ hội lập công, thật là một cơ hội tốt. Lý Dương, Lĩnh Thiên Tuyết, các ngươi cứ chờ đấy, đợi tôi thành công và nổi tiếng, tôi nhất định sẽ giết các ngươi, trả thù nhục mạ trước kia. Truyền lệnh của quốc chủ, Bảo Long vệ tướng lĩnh, nhanh chóng tới gặp vi phạm sẽ bị giết. Đây là trong phạm vi quản lý của tôi, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như quốc chủ trách phạt, gia tộc chúng ta chắc chắn sẽ xong. Cha, vậy chúng ta phải làm sao, truyền lệnh của quốc chủ. Bảo trưởng quận Mộc Đô tới gặp ngay, người nào đi trái lệnh sẽ được chết ngay tại chỗ. Làm sao lại thành ra thế này, thành chính của biên giới đại trung ta mặc dù trăm năm qua chiến loạn không ngừng, nhưng chưa bao giờ mất thành, huống hồ là bị thảm sát. Tướng giữ thành còn được mệnh danh là tướng sát máu, cầm quân 10 vạn binh sĩ mạnh mẽ, làm sao thất bại nhanh như vậy? Tín hiệu cầu cứu còn chưa kịp phát ra. Nếu như có người nội gián, điều này, đây là phản quốc. Truyền lệnh của quốc chủ, Bảo Quốc Sư Lý và Lĩnh Thần Tuyết tới gặp ngay, vi phạm sẽ bị giết tại chỗ. Vâng. Báo, nói, quân đội của Đại Phong Quốc đột kích biên giới, các tướng thành đã chiến đấu hết mình để chống cự, nhưng ở thành, đội Hắc Ma hoạt động bên trong bên ngoài. Bí mật xúi dục nổi dậy và mở cổng thành, những người bảo vệ cuối cùng cũng bị đánh bại, tất cả đã chết vì tổ quốc, thành phố biên giới đã bị phá hủy, tất cả người dân trong thành đều bị sát hại, vị tướng đứng đầu bảo vệ thành phố, cũng đã bị treo trên tường thành. Đồ khốn, một đất nước nhỏ bé lại dám đánh lén biên giới của đại trung ta. Ai dám đánh đại trung ta, tên hắc ma đó, kiểm tra cho ta, dám làm tổn thương người đại trung của ta, ta muốn tất cả họ đều chết cùng ta. Để an ủi những người đã chết trong cuộc chiến tranh đại trung, mang lại hòa bình cho dân tộc, đại nhân, vị tướng cuối cùng có một yêu cầu, nếu ông không đến đó, người đó sẽ đến gặp ông. Điều ước cuối cùng, xin tạ tội bằng cái chết, hãy chiến đấu với lũ khốn này, dám tàn sát thành phố, tôi nguyện chôn cùng họ. Đại nhân, bất cứ ai xâm nhập vào đại trung ta đều phải chết dù ở đâu đi nữa. Đúng, đại nhân, chiến thần, tôi ở đây, cậu hãy dẫn dắt quân 1 triệu người, ngay lập tức lên tiền tuyến. Nếu không mang đầu của quốc chủ Đại Phong Quốc đến, thì cậu không cần phải gặp tôi nữa. Tuân lệnh quốc chủ, tôi nhất định sẽ diệt trừ những kẻ này. Lĩnh Thiên Tuyết, có tôi phong cô làm tướng quân tiên phong, dẫn dắt 10 vạn quân, phối hợp với chiến thần cùng phá kẻ địch. Tuân lệnh, lãnh đạo thủ vệ thần long ở đâu? Tôi ở đây, tôi phong cậu làm tướng giám chiến, dẫn dắt thủ vệ thần long giám chiến tiền tuyến. Ai lùi bước nửa bước sẽ bị giết không tha. Tuân lệnh, trận đầu tiên là trận quyết chiến, một trận chiến sẽ quyết định kết quả. Tôi chúc các vị tướng lĩnh mở màn thắng lợi. Tôi sẽ ở đây, chờ đợi tin tốt từ các vị tướng lĩnh, tuân lệnh quốc chủ. Quốc chủ có lẽ ngài nên nghỉ ngơi một chút, để tránh làm tổn thương đến long thể. Tôi ở đây, ngài cứ yên tâm. Mối thù của quốc gia vẫn còn đó. Các chiến sĩ phía trước đang chiến đấu dưới mưa máu. Tôi làm sao có mặt mũi để nghỉ ngơi? Tôi muốn bọn hỗn loạn này biết cơn giận của một vị hoàng đế là gì. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Quốc chủ hãy bình tĩnh, chúng tôi hiểu tâm trạng của ngài. Nhưng vì lợi ích của nhân dân đại trung, ngài cũng phải bảo vệ sức khỏe của mình. Vương quân, ngươi hãy lấy một ít trà đến đây để quốc chủ tỉnh táo lại. Vâng. Ngươi muốn làm gì? Đây là ý đồ gì vậy? Bẩm quốc chủ, tôi có việc muốn báo cáo. Có gì muốn nói thì cứ nói ở đây. Quốc chủ, ông đã ngồi ở vị trí này quá lâu rồi. Đã đến lúc thay người ngồi rồi. Ông tự rời đi, hay là tôi giết ông,
Ông chọn đi, kiêu ngạo. Bây giờ tôi chỉ cần một lệnh, cậu sẽ chết, người đâu, bắt tên phản quốc này lại. Quốc chủ, những người hộ vệ của ông đã sớm bị chúng tôi, Đại Phong Quốc, mua chuộc. Bây giờ nơi này thuộc về chúng tôi. À, đúng rồi, có một câu cổ ngữ ở Đại Trung là người biết thời cuộc là người giỏi. Ông nên đầu hàng một cách ngoan ngoãn. Cậu dám liên kết với kẻ ngoại bang để phản quốc. Cậu đã làm mất mặt Đại Trung. Thì sao chứ, người muốn thành công lớn, không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Nếu tôi không nhầm, ông chính là hắc ma sát chủ Môn Ma Long phải không? Ha ha, đúng vậy, cậu thật là thông minh. Nhưng cậu đã giết con trai tôi, không thì tôi có thể cân nhắc để cậu sống. Việc tàn sát thành phố cũng do ông, những kẻ hèn mọn kia chỉ là tôm tép. Tôi muốn tất cả các người xuống dưới làm bạn với con trai tôi. Hôm nay là ngày chết của các người. Anh không bằng cả thú vật, hắc ma. Ông đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Đừng lo, khi tôi trở thành chủ của Đại Trung, phía nam sông Dương Tử đều là của anh. Khinh, kẻ bán nước cũng đáng làm chủ Đại Trung sao? Thật là buồn cười. Chết đến nơi còn nói lớn, hắc ma, lần này không cần phiền anh ra tay nữa, tôi sẽ giúp anh giải quyết họ. Ha ha, các người mừng quá sớm rồi đấy. Tôi sẽ dạy người một câu nữa, ở Đại Trung của chúng ta còn có một câu, bọ ngựa săn châu chấu, bầy mưu sau lưng. Thần chiến, ông không phải đi biên giới rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hắc ma, anh sợ cái gì? Ở đây toàn là người của chúng ta. Hắn chỉ một mình, kẻ ngốc, anh biết cái gì? Hắc ma, cậu đã thông đồng với kẻ địch phản quốc, tàn nhẫn giết chết toàn bộ dân thành. Trong lòng cậu có cảm thấy tội lỗi không? Tội lỗi, ha ha, thế giới này vốn dĩ kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Mấy người đó chỉ như một con kiến chết dưới tay tôi. Là vinh dự của họ. Vậy thì hãy xuống dưới mà ăn năn đi, không mau cho người của anh bắt hắn lại, tất cả lên. Rác rưởi, toàn là rác rưởi. Tất cả lui xuống, tôi có thể bảo toàn mạng sống cho các ngươi. Làm sao có thể, tôi đã sắp xếp một cách hoàn hảo như vậy, làm sao ông phát hiện được? Hắc ma, các người sắp xếp thật sự, có thể coi là không chỗ nào sơ hở, so với đứa con vô dụng của anh, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, nhưng, quên mất không nói với anh, tôi có khả năng tiên đoán tương lai. Âm mưu của anh, tôi đã nhận ra từ lâu, lý do không phơi bày ra, chính là muốn chờ con cá lớn này, tự mình dính bẫy, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Lý Dương, cậu lừa tôi không cam lòng, không hiểu nổi. Vậy thì xuống dưới mà suy nghĩ từ từ. Đến lượt cậu rồi. Thưa ngài, chỉ cần ngài chịu thả tôi sẽ bảo Đại Phong Quốc rút quân và sẵn sàng quy phục. Bẩm báo quốc chủ, trận này Đại Trung thắng lớn, giết địch 10 vạn bắt giữ vô số, quốc chủ của Đại Phong Quốc cùng binh lính đã bị tàn sát hết. Tốt. Những linh hồn anh hùng chiến đấu cho Đại Trung cuối cùng cũng có thể an nghỉ. Không thể nào, quốc gia lớn của chúng tôi sao thất bại nhanh chóng thế? Cậu cũng nên xuống đó đi cùng quốc chủ Đại Phong của cậu. Chờ một chút, chỉ cần các người tha cho tôi một cơ hội nữa. Tôi không dám nữa đâu, chắc chắn. Cho cậu cơ hội, những người vô tội chết đi, ai cho họ cơ hội? Ồ, thứ giống như con chó cũng đáng tham gia tiệc tấn phong của quốc sư sao? Thấy chưa, kẻ nghèo khó chết tiệt. Đây là nhân sâm tử sơn trăm năm, chỉ giá 1 tỷ, người nghèo như anh, cả 10 đời cũng không mua nổi. Tôi nói cho anh biết, lát nữa tôi được quốc sư chú ý, chính là lúc anh chết. Chỉ mấy người các ngươi, cũng xứng, kẻ vô danh tiểu tốt, anh tưởng mình là ai, quốc sư à? Kẻ ngốc. Lý Dương, tôi là thủ lĩnh vệ binh thần long của quốc sư, khi gặp quốc sư, tôi nhất định sẽ báo cáo tố cáo tội ác của ngươi. Thế nào? Tôi sẽ cho ngươi thấy sống trên thế giới này có vị gì. Sợ chưa? Chúng ta đi thôi. Sao lại là ngươi, kẻ mang xui xẻo không mau biến đi.
nếu quốc sư thấy sẽ lấy mạng người quốc chủ đến. Mọi người, bây giờ tôi tuyên bố, từ hôm nay, Lý Dương chính là quốc sư của Đại Trung. Vỗ tay. Các vị, cậu ta chính là quốc sư, làm sao có thể như vậy được? Xong rồi, tôi vừa mới sỉ nhục quốc sư, không chỉ mình tôi, gia đình chúng tôi cũng xong đời. Không, điều này không phải là thật. Điều này, chắc chắn không phải là thật, thật là buồn cười. Người mà tôi luôn ngưỡng mộ chính là quốc sư, nhưng tôi lại luôn muốn lấy mạng anh ấy. Thật đáng chết. Tôi không quan tâm một đêm vợ chồng, trăm ngày ân tình. Phải chịu trách nhiệm với tôi cũng không quan tâm, dù sao anh cũng đã ôm tôi rồi, tôi thuộc về anh. Anh phải chịu trách nhiệm, này cô còn mặt mũi nữa không? Anh ấy là vị hôn phu của tôi đấy, tôi chính là thiên tuyết dám cạnh tranh với tôi sao? Trẻ con mới phải chọn lựa, cả hai tôi đều muốn.